Ngữ hồn giả truyền kỳ giới thiệu vắng tắt. www.giaosusun.com quyển sách mỗi cái phân quyển đều là độc lập cố sự, hoàn toàn mới nhân vật, hoàn toàn mới thiết lập, hoàn toàn mới thế giới. Cảm ơn ban giám khảo đã hỗ trợ đánh giá sách hạt TTPS www.giaosusun.com Chương 1 Chương 02 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Loạn thạch hoang dã, cảnh hoang tàn khắp nơi, khắp nơi là tình huống đánh nhau lưu lại. Đội trưởng M quốc đang chiến đấu với kẻ thù cũ. Một cú đấm mạnh về phía đối phương, đội trưởng hét lên. Hôm nay tôi sẽ kết thúc tất cả, dôn. Tao sẽ đập vỡ cái mặt nạ đỏ xấu xí của mày, cùng với khuôn mặt thối nát của mày, cái thứ đó hình như là của ông chủ Adon của mày, tao sẽ đưa mày xuống địa ngục ngay lập tức. Hồng khô lâu hung ác đánh trả, nghiến răng nghiến lợi nói. Căm miệng. Roger đáng ghét. Hồng Khô Lâu hận địch nhân của mình thấu xương, ta mới muốn xé nát đầu cánh của ngươi. Một cú đấm mạnh mẽ đánh vào ngực đội trưởng M quốc, cổ tay người sau vừa lật, khiên thép hấp âm ngăn cản, bóp một tiếng, bộ xương đỏ bị phản chấn muốn gãy xương. À! Hồng Khô Lâu kêu thảm thiết lui ra. M quốc đội trưởng hét lớn một tiếng, tắm trắng sung phong thân hình như một con trâu rừng bạo tẩu cuồng mảnh sông lên trực tiếp dùng tấm chắn đỉnh phi hồng khô lâu phốc ách a à, miệng phun máu tươi thân thể xoay người giữa không trung mấy lần bộ xương đỏ ngã nhào xuống đất hô 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 đội trưởng mặc dù đánh bại địch nhân nhưng cũng là kiệt sức chán chường nửa quỳ ở chỗ cũ thân thể hồng khô lâu ngã nghiêng bên cạnh cự thạch sống chết không biết nhưng địch nhân của hắn lại không thể buông lỏng cảnh giác đội trưởng lấy tay chống thở hổn hỉnh, ta phải vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Lần này sau lưng tất cả đồng bạn, vùng trộm chạy ra quyết đấu với hắn. Chính là muốn một lần chấm dứt dây dưa số mệnh. Ta muốn giải quyết ngươi. Lắc lư tập tỉnh, đi tới bên cạnh bộ xương đỏ, tấm khiên dơ lên quá đỉnh đầu. Vĩnh biệt. Đối thủ cũ của ta. Nguyện cái chết của ngươi cũng có thể làm cho cửu đầu xà tan thành mây khói. Tay nâng tấm khiên rơi xuống, bộ xương đỏ thoáng chốc rời thân thể bay như bảo phốc trích trích huyết quang bắn tung tóe. Đầu bị chặt bỏ, theo lẽ thường mà nói quyết không thể sống, nhưng mà, bộ xương đỏ là người có thể theo lẽ thường mà suy đoán sao? Chỉ cảm thấy dưới chân như nhũng ra, đội trưởng chán nản ngã ngồi xuống đất. Ta không còn khí lực, có phải nên thông báo cho đồng bạn, để bọn họ đón ta trở về hay không, đánh ngã cường địch, ngay cả tay nắm lấy tấm trắng, cũng không khỏi buông lỏng ra, xa xa một trận gió lớn thổi qua, các vàng phiêu vũ, tình cảnh cô tịch thê lương nói không nên lời. Giữa không trung, hướng Tây Bắc, làm quan quỷ dị chợt lóe. Một chiếc phi hành khí thần bí lặng lẽ xuất hiện trên đỉnh đầu đội trưởng. Trước mặt mảng lớn bóng đen che khuất ánh sáng, đội trưởng đột nhiên ngẩng đầu nhìn. Cái này, đây là... Phi hành khí bên trong phát ra thanh âm. Đã quét đến sắp thực hiện bắt giữ mục tiêu. Tính danh, Steve. Roger, mạnh nhất siêu cấp binh sĩ, nắm giữ vũ khí, chấn kim khiên trắng, khởi động bắt giữ trình tự. Thanh âm vừa dứt, phi hành khí từ giữa không trung lao xuống, trong cơ thể thoát ra bảy, tám cánh tay máy móc thô dài, giống như linh xà ra khỏi động lao thẳng tới đội trưởng. Em mờ quốc đội trưởng há lại là bó tay chịu trói hạng người, hắn đột nhiên lăn ngay tại chỗ, đồng thời cánh tay vung về phía sau, phanh. Một cánh tay máy bị khiên đánh bay. Đội trưởng nhanh nhẹn xoay người đứng lên, thở hổn hển. Đây là cổ máy quái vật gì, tại sao lại tập kích tôi? Nhưng cùng lúc đó, mấy cánh tay còn lại phân ra trước sau trái phải trên dưới cùng nhau tập kích đội trưởng. Roger kiệt sức, liều mạng chống đỡ. Cuốn đấu mấy phút, đội trưởng đột nhiên thả người nhảy lên, nhắm ngay các đốt ngón tay máy móc ném ra tấm trắng, tiếng kéo vang lên, tấm trắng kẹt lại một cánh tay, khiến nó không thể vận chuyển tự nhiên. Cùng lúc đó đội trưởng một con hổ vồ lấy một tay máy khác, và nó lăn trên mặt đất. Những động tác này đều thể hiện ra kinh nghiệm chiến đấu và kỹ xảo phong phú của đội trưởng nước M, chỉ tiếc mấy tay máy khác cũng không nhàn rỗi, phút chốc cuốn lấy eo và chân đội trưởng. Đùng đùng đùng. Dòng điện cường đại tập kích người. Đội trưởng phát ra tiếng rống thê lương. A a a. Đầu nhiên một cái rốt cục mất đi tri giác, bị cánh tay máy móc mạnh mẽ cuốn vào phi hành khí, như vậy bay về phía không gian xa xôi. Lợi dụng đội trưởng cùng Hồng Khô lâu đại chiến, thời điểm thể lực không đủ, phi hành khí thần bí ngồi ngư ông đắc lợi, nhất cử bắt được. Thời gian nắm vừa đúng, là ngẫu nhiên hay là kế hoạch tỉ mỉ? Nó, cùng với kẻ đứng sau màn của nó, rốt cuộc có âm mưu gì đây? Nửa giờ sau, một chiếc máy bay tư nhân đến nơi hoang dã. Ba người xuống máy bay, chính là Iron Man, Lôi Thần cùng Hạo Khắc ai ẩn mang dẫn đầu chạy đến hiện trường đánh nhau. Tony tức giận đến nghiến răng. Đáng chết. Chúng ta tới chậm một bước. Lôi thần nhìn thấy thi thể kia mặc đồng phục màu đen cực kỳ quen mắt, đây chính là trang phục tiêu chí của nhân vật phản diện. Đây là bộ xương đỏ. Hắn chết rồi. Ai ẩn mang đi qua nhìn một chút, dáng người cùng mập gầy rất tương tự, nhưng cũng không loại trừ giả mạo, phải biết rằng hắn nổi danh thích giả chết hào khắc tính tình nóng nảy một chưởng vỗ bay tảng đá chắn đường trước mặt lớn tiếng quát roger ngươi ở nơi nào trả lời hào khắc a a a tiện tay lại nhổ lên một gốc cây đại thụ ném bay chỉ cần ngươi bình tĩnh tâm tình trở lại căn cứ ta mời ngươi ăn hai mươi phần bốt tần nướng heo sữa tony quay đầu nói với Thor. xem tình huống đánh nhau trên mặt đất nơi này đã từng phát sinh kịch chiến nhưng tuyệt đối không chỉ một trận, nhất là sau khi tên đầu lâu đỏ này chết, còn có dấu vết người quyết đấu kịch liệt, nhìn mảnh đất cháy xém này, chứng tỏ đối phương đã từng sử dụng điện giật, bởi vì đội trưởng sẽ không dùng phương thức công kích này. Tho an ủi. Yên tâm đi. Chư thần sẽ phù hộ chiến sĩ Trung Dũng không sợ bình an trở về nhà. Ai ẩn mang nhún nhún vai, bất đắc dĩ thở dài. Chỉ mong như thế, chẳng biết tại sao, ta giờ phút này quả thực hết hồn hết vía tự hồ có một loại dự cảm không rõ, phản phất diệt thế đại tai nạn sắp tới dường như. Thời gian trôi qua cực nhanh, chớp mắt đã qua ba tháng. Nhóm bạn này gặp nhau tại nhà cũ của Tony. Tháp doanh nghiệp quốc tế Stark. Những người tham gia bao gồm Iron Man, Hulk, Thor, Black Panther. Trải qua mấy tháng tìm kiếm vẫn không có tung tích của đội trưởng, cũng không biết hắn còn sống hay không. Lôi thần Thor nổi trận lôi đình, mà đám ác ôn hy ra kia lại ở trong phạm vi thế giới gây sự, nháo đến chướng khí mù mịt, đáng giận. Tony không mặc chiến giáp, hắn sớm có dự cảm, đã cầm ly cà phê của mình từ trên bàn lên trước, quả nhiên vang lên một mảnh rầm rầm, chén trà trên bàn đều bị chấn ngã trên mặt đất. Đây chính là bộ trà cụ thời trung cổ cuối cùng của ta đây. Tony thở dài, ta vốn còn muốn giữ lại đem mùi thì khoe khoang đây. Lôi thần xấu hổ đến da mặt đỏ bừng không có lỗi, hôm nào ta từ chỗ Odin lấy một bộ chúng thần đồ ăn bạc bồi cho ngươi. Trong lòng Tony lập tức lộ ra nụ cười gian trá. O bộ đồ ăn của thần đã tới tay, thật ra những thứ này là hàng rẻ tiền mà ớt nhỏ mua ở chợ trời. Anh ta lại nói với Black Panther. Anh bạn già, hãy cho tôi một ít Wakanda Jim nữa, tôi dự định sẽ làm một cái bàn làm việc mà không siêu anh hùng nào có thể đánh bại. Làm một cái bàn cần thiết chấn kim chật chật, ta cho ngươi giảm giá 80%. Tony nhất thời khóc tan. Nói chuyện tiền. Mẹ nó quá tổn thương tình cảm. Hơn nữa tôi mua không nổi. Chọc cho mọi người cười ha ha. Thay đổi vẻ mặt nghiêm trang, Tony trịnh trọng nói. Nói đến chấn kim, khiên dài thủng bài quả nhiên cũng không thấy đâu, thậm chí ngay cả ta trước kia vì phòng ngựa vàng nhất, ở trong khe hở khiên bài của hắn trang bị máy theo dõi nano mini, đến bây giờ cũng không có bất kỳ phản ứng gì. Trên đường đến phòng thí nghiệm, đột nhiên thối rửa nhanh chóng thành tro bụi, các chuyên gia của tôi không thể xác định đó có phải là Red School hay không. Hát báo lật xem một chồng số liệu trên bàn. Ngoài ra phong thư lúc trước chúng ta tìm được trên bàn đội trưởng, trải qua giám định bút tích chứng minh là do chính Red School viết, đội trưởng đương nhiên cũng biết điểm này, mới có thể một mình đến chỗ hẹn chấm dứt ân oán. Mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, mọi người đều biết Roger rốt cuộc căm hận Red school đến mức nào. Quốc cừu gia hận, vô số chiến hữu chết trong tay đối phương, có cơ hội báo huyết cừu, đội trưởng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha, rất hiển nhiên đối phương hiểu rõ hắn, không tiếc lấy thân làm mồi nhữ, cũng muốn dẫn hắn một mình gặp lại. Sau đó thì sao, đội trưởng ngay thẳng lại không có tâm cơ, thình thịch liền rơi vào trong hố đối phương đã đào trước đó. Tony dùng ngón trỏ gõ gõ bàn, đột nhiên nói. Chư vị, ta hoài nghi đây là một âm mưu, một âm mưu đặc biệt nhằm vào đội trưởng. Hốc nắm táo và chuối trong đĩa trái cây trên bàn, há mồm nhai và ném toàn bộ dăm bông vào miệng rộng, ở một cái dài, phun thức ăn cặn bã và hét lên. Tôi sẽ xé xác kẻ đã làm tổn thương Steve. Black Panther lấy khăn tay ra lau nước trên mặt. Các đồng chí, hiện tại có một phiền toái còn lớn hơn cả Hira muốn làm cho chúng ta đau đầu. Bọn họ đau thương bất nhập hành động mặc dù có chút chậm chạp nhưng là lực lớn vô cùng quân cảnh các loại quốc gia cơ cấu hiện đại hóa vũ khí đối với bọn họ thương tổn rất nhỏ thậm chí nói đến đây hát báo dừng một chút mặt mang đau xót nói thậm chí có một số anh hùng tuyến hai năng lực đã không cách nào áp chế bọn họ cũng xuất hiện thương vong cho dù mạnh mẽ xé nát chúng nhưng năng lực sinh sản của chúng nhanh chóng dựa vào cắn người bình thường chuyển hóa có thể biến thành quái vật mới quả thực dết không được. Dết không hết. Tích tích tích. Thiết bị liên lạc trên bàn vang lên chớp đỏ dồn dập. Tony nghe máy. Này, tôi là... Ân. Lập tức truyền tống tới đây. Nhanh. Chỉ chốc lát sau, bên cạnh mọi người siêu cấp máy tính màn hình lớn, hiển thị ra mật mật ma ma hình ảnh cùng số liệu. Bọn họ hy sinh đông đảo đặc công, rốt cục bắt sống một quái vật tiến hành giải phẫu lại ở trong thân thể phát hiện đội trưởng DNA, rất hiển nhiên có người rút máu của hắn mẫu vật, chế tạo những quái vật này, cái này rất có khả năng cùng đội trưởng mất tích có quan hệ. Các báo thù giả nghe vậy đều sắc mặt đại biến, ai cũng không muốn nhìn thấy đồng bạn của mình bị người xấu lợi dụng, ở trong thống khổ dày vò. Nhưng đây là ba tháng qua, thu hoạch được đội trưởng duy nhất manh mối, hắn có lẽ còn sống, cũng là không thể nào cứu viện, mọi người tâm tình phức tạp, hai mặt nhìn nhau. Tony dùng giọng nói ra lệnh. Máy tính khởi động chương trình phân tích tự động, xem cơ sở dữ liệu có đối tượng phù hợp với những quái vật này hay không. Mười mấy phút sau, máy tính một trận u u, báo cáo kết quả. Đã đem sinh vật không rõ cùng tất cả đã biết người đột biến, sinh vật ngoài hành tinh cùng với bản thổ quái vật từng cái tiến hành so sánh, phát hiện chủng loại này cùng hoa hạ cổ xưa quái vật. Cương thi độ tương tự vượt qua 96%, cảnh cáo. Theo văn hiến cổ xưa ghi lại, chỉ có người trong đạo giáo của Trung Quốc trong quá khứ mới có thể chữa khỏi độc hại do cương thi mang đến, hơn nữa đạo sĩ là nhân sĩ chuyên nghiệp am hiểu tiêu diệt cương thi nhất. Tony dùng ngón tay gõ mặt bàn trầm tư không nói, trong lòng hắn thầm nghĩ. Nếu Furry đem tư liệu truyền tống tới, hiển nhiên bọn hắn cũng là biết kết quả, xem ra s h i e l d là không có biện pháp giải quyết, chỉ có thể dựa vào chúng ta sao. Tony vắt óc suy nghĩ, Nâng cầm trầm tư không nói, những người báo thù khác, ngươi xem ta, ta xem ngươi, nhúng vai lắc đầu càng hết đường xoay sở. Trong đại sảnh chỉ còn lại thanh âm hạo khắc còn đang nhai thức ăn, rắc rắc trầm rầm rung động. Cuối cùng, Stark tiên sinh vỗ bàn đứng lên, nhất thời đem mọi người hoảng sợ. Tony dường như đã đưa ra một quyết định quan trọng, ngẩng đầu nói với mọi người. Mọi người, xin hãy đi theo tôi. Cao ốc tầng dưới chót nhất, là Stark gia tộc cấm khu, coi như là Tony cũng chỉ tới qua hai lần. Nơi này tựa hồ chôn giấu hắn thống khổ hồi ức. Khi mọi người đi tới, một căn phòng cổ xưa, Tony gõ cửa, đập vào mắt mọi người là một con thoi màu xám bạc, thiết kế hình dọc nước, vẻ ngoài rất bình thường. Thở dài, Tony lắc lắc đầu, tựa hồ là muốn đem cuối cùng một tia hối hận xua đi. Sau đó hắn nói: mười mấy năm trước, ta căn cứ phụ thân lưu lại tư liệu một mình khai phá nhà này thời không xuyên qua thiết bị ta chủ ý là muốn ngồi nó sẽ đến quá khứ ngăn cản cha mẹ ta thảm kịch phát sinh cho nên hành trình thời không vẫn không thể thành công hiện tại thế giới nguy trong sớm tối mọi người chịu đủ quái vật tàn phá ta thống hận chính mình vô lực cho nên ta quyết định đi tới quá khứ tìm kiếm chú cứu thế đó chính là thế giới hiện đại đã biến mất khu ma anh hùng hoa hạ đạo sĩ lúc này hạo khắc đã biến trở về benn hắn ném cái kia quần rách, thay quần áo mới. Ta đi với ngươi. Lôi thần tiến lên một bước. thông nguyện ý đi theo. Nói xong còn sờ sờ cây búa bên hông. Hát báo vừa muốn nói chuyện, Tony khoác tay. Không làm thất vọng tiểu nhị, liền ba cái khoan vị, ngươi lưu lại phối hợp tác chiến toàn cục, tùy thời quan sát các quái vật hướng đi đi. Một thời đại nào đó, một thời gian nào đó, một địa điểm nào đó thân mặt hạnh hoàng bát quái đạo bào quan hoành, dùng đào một kiếm chỉ vào chính mình lão đối thủ, cười ha ha. Ta nói tướng thần, đây là ngươi nhà lần thứ 437 bị lão tử chặn lại đi. Lão cương thi tướng thần vẻ mặt hoảng sợ. Quan đại sư, ngươi liền không thể lại thả ta một con ngựa sao? Dù sao trên địa cầu chỉ có ta một cương thi, giết ta, ngươi, ngươi liền triệt để thất nghiệp. Quan hoành bắt lấy tay kiếm gỗ đào, chậm rãi rũ xuống, ai, nói cũng phải. Nhưng hắn mạnh mẽ ngẩng mặt lên. Nhưng lão tử đã chán ghét truy đuổi trò chơi, trọn vẹn 10 năm, đuổi theo ngươi chạy, ta đều nhàm chán muốn chết. Đạo sĩ cười lạnh nói. Tật lôi, liệt hỏa, toàn phong tam chú hợp nhất. Lôi hỏa lốc xoáy. Tướng thần ở trong lửa kêu thảm thiết. Không có ta cùng ngươi giải sau. Ngươi sẽ hối hận. Quan hoành hướng về phía hắn sắp cháy hết thân thể phi một cái tuyệt không hối hận, lập tức ngửa mặt lên trời thở dài. Ai, lúc này thật thất nghiệp. Lúc này, trên trời đột nhiên xuất hiện một chiếc thời không toa màu xám bạc. Chương 002 Thần bí cổ kiếm cùng long tâm liệt diễm. Xoa xoa mắt, quan hoành nhìn thời không toa kỳ quái. Đây là cái quái gì vậy? Trong nháy mắt, thời không toa đáp xuống đất, ba người phía trên đi xuống, chính là ai ẩn mang một thân thiết giáp, lôi thần đeo búa lớn ở thắt lưng và ban nạp vẫn là người bình thường. Lôi thần chỉ vào quan hoành, quay đầu hỏi ai ẩn mang. Tony, tiểu tử này chính là cái gì đạo, sĩ sao? Đích xác, quan hoành một đầu đen nhánh tự lai cuốn, miễn cưỡng cao một mét tám, tuy nói tướng mạo đoan chính, nhưng cùng lôi thần đứng chung một chỗ, liền cùng một cây giá đổ không có gì khác nhau. Bốp. Một tấm liệt hỏa phù dáng lên đầu lôi thần, bạch, si ở đâu ra? tiêu khiển đạo gia nhà ngươi. Hỏa đến. Quan hoành su chú pháp, trên đầu lôi thần lập tức cháy đen một mảnh. Lấy tay phủi phủi lửa, ta tin, ta tin, tên này nhất định là đạo sĩ. Lôi thần mặt đen thui vừa tức vừa mắng. Trên đường lại giải thích. Ai ẩn mang tuyệt không khách khí, bởi vì hiện tại thời gian cấp bách, cùng lôi thần nắm lấy hai tay quan hoành, sách hắn vào thời không toa. Các ngươi đây là bắt cóc A, cứu, cứu người a à, không đợi quan hoành dậy dù quá mức lôi thần vẻ mặt cháy đen tiên phát chế nhân một quyền đem hắn đánh bất tỉnh qua một lúc lâu quan hoành lắc đầu tỉnh lại ai đánh lén ta có bản lĩnh solo thấy lôi thần vung nắm đấm to như bát giấm chua quan hoành nuốt nửa câu sau vào bụng trong lòng thầm nghĩ bà nội gấu trúc tony sốc lên mặt sắc mặt nạ đem nguyên nhân trải qua vừa nói quan hoành mừng rỡ vỗ thẳng chân nói như vậy ta khu ma đạo thuật, diệt thi bí pháp lại có đất dụng võ. Ha ha, ta đáp ứng các ngươi. Chúng ta cùng nhau xử lý đám kia điểu thi, còn có siêu cấp ác, côn, hắc hắc, ta quan hoành cũng muốn làm siêu cấp anh hùng. Lôi thần lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nhưng sức chiến đấu của ngươi rất kém, ngay cả ta một quyền cũng không chịu nổi. Quan hoành mặt đen lại, thật muốn móc ra một đống phù, chú tạc lôi thần nở hoa đầy mặt, nhưng người ta nói cũng có đạo lý, thân thể của mình, chơi đạo thuật một chút, bắt cương thi còn có thể, thật sự so với siêu cấp anh hùng, dây thừng buộc đậu hũ non, cũng không nhấc lên được. Ai ẩn mang đột nhiên cười gượng một tiếng, tự mình nói ra. Cha ta năm đó tham gia, kế hoạch sống lại, giữ lại một quản nguyên thủy nhất siêu cấp huyết thanh, cũng không biết có tác dụng phụ gì, ta vẫn cho là di vật của hắn trân quý, thân ái quan. Tony mặc thoáng chốc bóng ma dày đặc, lộ ra nụ cười hắc ám, vì hòa bình thế giới, vì đề cao thực lực của ngươi, ủy khuất ngươi một chút. Bị lôi thần hùng ông cấm, cầm cố quan hoành nước mắt giàn dụa. Ta mặc kệ, thả ta trở về. Liều mạng giải dụ quan hoành cũng không có ý định phục tùng thiếp mời làm chuột bạch, Tony tức giận đến cắn răng thẳng. Ngươi đừng giải dụ được không? Lời còn chưa dứt, quan hoành đem một chiếc giày bay về phía mặt của hắn, Tony né tránh, vừa vặn nện vào ghế lái bên nợ trên ót, vị này lập tức bạo tẩu, phích lịch ba trên người quần áo tất cả đều chống đỡ, trách. Là ai? Hạo khắc trở tay một quyền đánh trúng mặt to của lôi thần, người sau nhất thời buông lỏng quan hoành đang ông lấy, ống tim của Tony lúc này cũng đâm vào cổ quan hoành. Quan hoành hai mắt trợn tròn, trước khi hôn mê lẩm bẩm nói. Tony, một ngày nào đó, tôi nhất định phải báo thù này. Ách! Nghiêng đầu, hôn mê không biết qua bao lâu đột nhiên cảm thấy chung quanh lúc lạnh lúc nóng ừm nơi này là nơi nào quan hoành đột nhiên bừng tỉnh ngồi dậy a à, a à hắc xì lạnh muốn chết một khuôn mặt đột ngột lại gần ngươi tỉnh rồi quan hoành cả kinh rụt về phía sau người anh em cậu là ai nơi này là đâu người nọ cười cười nơi này là hoa tạng khu côn lôn bí cảnh tên của ta là đan ni nhĩ lan đức một cái tên khác gọi là thiết quyền là bằng hữu của ta tony đưa ngươi tới hắn cho rằng ngươi cần tiếp nhận một ít huấn luyện quan hoành nghiêng đầu suy nghĩ nửa ngày giống như nghe nói một người như vậy nghĩ thầm đã đến thì cứ yên tâm nếu đã đến cũng không thể uổng phí một chuyến ren nói rất đơn giản đầu tiên bạn phải sống sót một mình ngay cả khi bạn đạt đến bước đầu tiên kế tiếp Quan Hoành đối mặt với huấn luyện cực độ tàn khốc. Theo Đan, Ni, Nhĩ giới thiệu, nơi này là đỉnh núi Côn Luân của Tây Tạng Hoa Hạ, mỗi 10 năm có một thiên quốc trong truyền thuyết, gọi là Côn Luân Trấn, sẽ tái hiện cửa vào nhân gian. Tình cờ lúc đó, cha của Giang, Ni, Nhĩ, Wendell, ren lái máy bay mất kiểm soát rơi xuống thiên đường này. Hắn ở trong miếu thành này luyện võ thuật, đạt được danh hiệu thiết quyền, có thể đem nắm đấm của mình dùng khí, công hóa thành sắt thép. Wendell Ren sinh con trai ở New York tên là Giang, nay. Ren Khi 9 tuổi, hai cha con lại một lần nữa leo núi dự định tìm kiếm thị trấn Côn Luân thần bí, khi đó Wendell xảy ra chuyện, chết, mẹ ở trên núi bị sói cho ăn sống, Giang, Ni, Nhĩ. Lan Đức điên cùng chạy trối chết, cuối cùng bị võ sĩ Trấn Côn Luân phát hiện, bị thu làm đồ đệ, đệ tử làm hòa thượng trong miếu, cũng học được một bộ thiết quyền lợi hại. Giang, Ni, Nhĩ. Ren là học giả thứ 134 giữ chức thiết quyền, 132 người khác là người Hoa, ngoại trừ cha mình. Côn Lôn Trấn có một cái bí mật khu vực, được gọi là tinh thần cùng thời gian mật thất, ý chí lực kiên định người có thể thời gian dài ở trong phòng này, đợi ở bên trong một năm, thế giới bên ngoài mới có thể đi qua một giờ. Đời người chỉ có thể đi vào một lần, thời gian cấp bách, đàn, ni, nhĩ cùng quan hoành chưa từng đi vào đi vào tiến hành tu luyện quyền pháp không biết có phải hay không bởi vì siêu cấp huyết thanh tác dụng quan hoành tiến bộ dị thường nhanh chóng thân thể bộc phát cường tráng to lớn không đến một năm thời gian hắn đã nắm giữ tất cả quyền pháp kỹ năng dùng lời của chính hắn mà nói công phu thứ này dễ dàng nhất bị ta nắm giữ dù sao cũng là quốc gia mình gia đặc hữu đồ vật hôm nay quan hoành nắm đấm đã có thể dễ dàng xuyên qua chứa đầy tảng đá cùng thiết sa thùng tại cùng đan Ni, Nhĩ Lan Đức Đối đã luyện tập bên trong chưa từng có thu qua, một năm thời gian rất nhanh liền đi qua. Hôm nay, Đan, Ni, Nhĩ cùng Quan Hoành đi ra tinh thần cùng thời gian mật thất, trên thực tế bên ngoài chỉ bất quá trải qua một ngày 24 giờ. Đi tới một cái to lớn hang đá động, miệng, nhìn trước mặt cái này cả người cơ bắp đều đều, có được cường, kiện thể phách, lộ ra dị thường nhanh nhẹn dũng mãnh người trẻ tuổi, Đan, Ni, Nhĩ nói ra. Quan Hoành, một năm qua ngươi huấn luyện rất khắc khổ, thành quả tương đương rõ ràng. Một chỉ trước mặt to lớn hang đá, đàn, ni, nhĩ nói. Đi đến này động phần cuối, ngươi đem chứng kiến cuộc đời này cường đại nhất đối thủ, đánh bại hắn, bắt được thuộc về ngươi truyền thừa, chính là lần này thí luyện. Quang hoành sờ sờ cầm, xoay con ngươi nói. Rèn, đối thủ là dạng gì gia hỏa có thể tiết lộ một chút sao? Đàn, ni, nhĩ lắc đầu mỗi người gặp phải đối thủ đều không giống nhau, hang đá này đặc điểm là, có thể đem nội tâm của ngươi cường địch hình ảnh thu nhỏ cụ thể cường đại hóa, không muốn bị nội tâm hắc ám thôn phệ, liền đánh bại nó đi. Thấy đối phương thần bí bí, quan hoành biểu môi. Ngươi không nói thì thôi, đơn giản là nói ngoa, muốn hù dọa ta đi. Giang, Ni, nhĩ nhúng nhúng vai, thấp giọng nói. Chúc may mắn đi. Quan hoành. Cuối cùng, một cái to lớn bóng đen phun ra mùi hôi thối khí tức dùng coi thường hết thảy cấp thấp sinh vật ánh mắt nhìn chính mình quan hoành thất thanh kêu lên đây là cái gì đồ chơi a à? đây dĩ nhiên là một đầu cự lòng ám hát sắc thân thể to lớn của nó tựa hồ mục nát không chịu nổi bò đầy dòi bọ có chút bộ vị lộ ra xương trắng dày đặc mùi hương kia quan hoành không thể quen thuộc hơn đó rõ ràng là mùi vị cương thi lại là một con cương thi long không đợi quan hoành nghĩ nhiều cự long một trảo mang theo phong lôi đánh về phía hắn quan hoành lăng không ngã về sau đột nhiên đặt chân lên vách đá một bàn tay thò vào trong ngực trong lòng âm thầm kêu khổ bị ai ẩn mang kia điểu nhân mang tới thế giới này về sau ta vẫn không có bổ sung phù chú chỉ còn lại có mấy tấm cắn răng một cái vê ra hai tấm run rẩy cổ tay ném về phía cương thi cự long liệt hỏa vội vàng như luật lệnh hai tấm phù, chú không thiên vị dán vào hai mắt cự long, rít lên hai luồng khói đen bay lên, cự long rống điên cuồng một tiếng, thống khổ đến cực điểm. Hai mắt của nó đã bị thiêu mù. Trong lúc nổi giận đang muốn sải bước nhào tới, chợt nghe tiếng vang ào ào, trên cổ thô, xích sắt lớn làm cho nó khó có thể hành động. Tìm thư uyển vê đúc vê đúc vê đúc chấm com xếp sắt một đầu khác, đương nhiên bị vững vàng cố định ở trên vách đá. quan Hoành mừng rỡ, thì ra là một người không thể nhúc nhích trong lòng thầm nghĩ nếu không thể nhúc nhích ta sẽ tìm cơ hội xử lý nó nhìn khối trọng tải này tay không sợ là đánh không chết làm gì có vỏ khí chứ chết tiệt nếu đã chuẩn bị trước đột nhiên phát hiện trên đỉnh đầu ánh sáng lóe lên ngưng thần nhìn lại đúng là một cái chui kiếm thật sâu cắm ở đỉnh động vách đá vị trí kia chính là đỉnh đầu cự long phía trên cùng quang hoành cắn răng một cái lúc này liền liều một lần. Ngưng tụ lực lượng toàn thân, hai chân đột nhiên phát lực liều mạng hướng về đỉnh động, hai tay rốt cục nắm chặt chui kiếm, cự long kia tự hồ cảm thấy một cổ khí tức tử vong bao phủ, liều mạng gầm rú, thanh chấn bốn vách tường, quan hoành suýt nửa ngã xuống. Đúng lúc này, thân kiếm cắm vào vách đá buông lỏng, mảnh đá nhau nhau rơi xuống, lưỡi kiếm ba thước lóe hàng quan bị rút xuống, quan hoành cầm kiếm liền rơi thẳng xuống, đem kiếm cắm thật sâu, vào trán cự long, mũi kiếm kia thuận thế mà xuống lại đem thân rộng trực tiếp mổ thành hai nhưng mà lại không có một tia máu tươi bắn ra Cách một tiếng một chậu than chứa long tâm liệt diễm rơi xuống trước mặt quan hoành nhớ tới truyền thuyết bí mật của trấn côn luân truyền thừa chung cực của thiết quyền quan hoành trong lòng rộng mở trong sáng đem một đôi nắm tay đưa vào chậu lửa mặc cho lửa cháy bao vây một cỗ lực lượng cường đại vọt vào toàn thân ngực quan hoành thoáng chốc xuất hiện một cái màu đen long văn ấn ký đây là thần long chi tử thiết quyền người thừa kế chứng minh quay đầu nhìn lại thanh bảo kiếm kia cắm nhập thổ địa vẫn đang hơi run rẩy quan hoành cười ngươi trợ ta đồ long có công để cho ngươi cũng thử xem liệt diễm tẩy lễ hành động này vốn là nhất thời cao hứng ai ngờ thần kiếm kia tiếp xuất hỏa diễm lại phát ra một trận kiếm minh có vẻ vui sướng vô cùng trong chốc lát đem long tâm liệt diễm hút sạch sẽ. Chương không ba Ngoài ý muốn tao ngộ, đối chiến chuông tan. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Một cánh tay nâng kiếm trong tay lên, quan hoành kìm lòng không đậu thét dài một tiếng, chấn đến vách đá đều hơi rung động, chui kiếm này, thân kiếm đại khái rộng bằng bàn tay một người, dài chừng hai thước năm, chui kiếm có thể hai tay hợp lại. Kiếm này sau khi hấp thu long tâm liệt diễm, nở rộ hào quang kỳ dị, đột nhiên tản mát ra một loại hấp lực đem bụi bặm thạch vụn trong không khí chung quanh đột nhiên hấp phụ vào trên thân kiếm nhất thời hình thành một tầng vỏ đá quan hoành trợn mắt khá hốc mồm nhưng hắn lại thấy rõ hai chữ khắc trên thân kiếm thưa ảnh hơi phân biệt phát hiện minh văn là cổ truyện may mắn quan hoành xem qua không ít đạo tàng điển tịch lại biết vẽ phù có thể miễn cưỡng nhận ra thưa ảnh kiếm quan hoành lẩm bẩm hình như đã nghe nói qua chỉ có điều không nhớ rõ lắm đưa tay muốn rút kiếm ra khỏi hộp đá ai ngờ vẫn không nhúc nhích quan hoành hung ác trên tay đột nhiên hiện ra một tầng hào quang màu vàng nhất thời lực lượng tăng nhiều chỉ nghe thấy tiếng ma sát khanh khách nhưng vẫn không rút ra được ren ở cửa động kêu gọi ta nghe thấy thanh âm ngươi thông qua khảo nghiệm nghe thấy tiếng la quan hoành đành phải buông tha cố gắng không đi rút kiếm kia bước nhanh ra khỏi hang daniel lan đức ông quan hoành chúc mừng huynh đệ ngươi ngươi hiện tại thành một đời thiết quyền hiệp mới nhất quan hoành cười gượng hai tiếng vừa mới ở trong động tiện tay nhặt thầm nghĩ trở thành siêu cấp anh hùng quá trình cũng không tính quá khó khăn rèn đối với thanh kiếm kia không có hứng thú gì tiếp theo giới thiệu quan hoành tao ngộ con rồng kia lai lịch nó gọi su lao tất cả những người muốn vượt qua thử thách đều sẽ gặp phải nó nhưng hình dạng của con rồng này mỗi lần đều không giống nhau bởi vì nó sẽ phản chiếu kẻ thù tưởng tượng bên trong con người. Là một khu ma đạo sĩ, quan hoành mạnh nhất giả tưởng địch đương nhiên là cương thi. Đi ra bí cảnh gian phòng, làng đức nói. Huynh đệ, bởi vì tinh thần cùng thời gian mật thất tác dụng, người ở bên trong tu luyện một năm, thế giới bên ngoài mới qua 24 giờ. Rèn lấy ra chính mình song quyền, phút chốc, một cổ nóng bỏng bao vây ở phía trên. Xem loại năng lực này ngươi cũng tới có thể vận dụng tự nhiên, từ bao vây song quyền, đến bao trùm toàn thân, đây chính là vận dụng khí. Hô hô đánh ra hai quyền, quyền phong kia đem không khí xé rách ra từng đạo vết nước. Quan hoành hài lòng gật gật đầu. Tiền bối thiết quyền lại nói tiếp. Sức mạnh, tốc độ, thể lực, sức chịu đựng, sự nhanh nhẹn cũng như phản ứng thần kinh, cảm giác của bạn sẽ được tăng cường chưa từng có dưới sự vận hành của chi, điều này khiến cho kỹ năng võ thuật vốn đã rất lợi hại càng thêm mạnh mẽ tuyệt chiêu cuối cùng biểu hiện ở chỗ có thể tập trung siêu năng lực trong cơ thể vào hai tay của bạn nắm chặt hai nắm đấm phát ra nhiệt độ siêu nhiên giống như một khối thét tập trung như vậy có thể đánh nát mục tiêu một cách mạnh mẽ mà quyền không đau đớn hoặc bị thương tuy nhiên một cú đấm như vậy sẽ khiến bạn kiệt sức trong một thời gian phải sử dụng cẩn thận lời còn chưa dứt bao vây nóng bỏng thiết quyền, tại quan hoành vung đánh hạ đã đánh nát vài khối thật lớn nham thạch, đối phương hưng phấn kêu to. Đánh nát tảng đá, tay thật sự một chút cũng không đau. Ren nhìn đến trận mắt há hốc mồm, hắn nào biết đâu, trên người quan hoành còn có huyết thanh siêu cấp binh sĩ, thể lực dư thừa cùng tốc độ khôi phục, đã đến người thường căn bản không cách nào lĩnh hội trình độ, chỉ sợ liên tục ra mấy chục quyền còn có dư lực đâu. Lúc trời khỏi côn lôn trấn, Quan Hoành vốn còn không biết muốn đi đâu, Ren đưa cho hắn một cái rương, nói là bên trong có vé máy bay cùng một ít lộ phí, bảo hắn tự mình đến New York tìm Tony. Start. Nghe xong lời này, Quan Hoành nhún nhún vai không cho là đúng, lại không nói gì, chỉ nhiệt tình ông tạm biệt Ren. Từ đó bắt đầu chính mình mạng không mục đích lữ hành, nói thật ra, hắn không muốn gặp ai ẩn mang, bị đối phương nửa cứng rắn mang tới thế giới này, chính mình vốn cũng có chút không vui. Bất quá trước tiên đi New City, đến đó về sau lại tính toán, quan hoành tạm thời không muốn đem chính mình quy về bất kỳ thế lực nào. Hắn muốn làm một người tự do không gò bó. Mãn tưởng rằng sau khi lên máy bay ngủ một giấc, mở mắt liền đến New York, ai ngờ trời không theo ý người. Máy bay giữa đường gặp phải luồng không khí mạnh, lắc lư mạnh mẽ đánh thức quan hoành mơ mơ màng màng. Chết tiệt. Một nữ tiếp viên hàng không tóc vàng ở bên người vội vàng nói bên ngoài gặp phải khí lưu cường đại, máy bay chỉ sợ phải khẩn cấp hạ cánh. Quan Hoành có chút quán giận thắt chặt dây an toàn, nhìn tiếp viên hàng không vẻ mặt xin lỗi, cô cũng đừng khẩn trương a. 20 phút sau, máy bay buộc phải hạ cánh xuống sân bay của một thành phố nhỏ. Đi ra đại sảnh Quan Hoành chặn một chiếc xe taxi. Đưa ta tìm cái ô tô khách sạn, tiện nghi là được. Tài xế nói thầm một tiếng, chậm rãi khởi động xe, vừa mới lái không được một hồi liền nghe thấy gần đó xe cảnh sát gào thét mà qua, còi cảnh sát nổ vang. Quan Hoành quay đầu nhìn về phía bên ngoài xe, còn không có nhìn ra nguyên nhân, chợt nghe thấy ghế lái phụ cận radio vang lên. Ngay tại trước đó 15 phút, chuyên nghiệp dòng binh tiểu đội tại S cấp truy nã Phạm Trung báo tan dẫn dắt cướp sạch xe chở tiền. Ánh mắt sáng lên, Quan Hoành có chút hưng phấn. Là Trung Tăng, hắn chính là một đại nhân vật phản diện, không biết trong phim truyền hình có phải giống nhau hay không nghĩ tới đây, còn lấy tay vỗ nhẹ một cái trước mặt dại điều bao phục, thừa ảnh kiếm lẳng lặng nằm ở bên trong. Xe taxi giống như một con trâu già kéo cày, lắc lư di chuyển về phía trước, quan hoành đang oán giận tốc độ quá chậm, đột nhiên nghe thấy gần đó có tiếng súng. Đác đác đác. Các loại súng ống vang lên. Đầu mang hoàng hắc đầu tráo chung tan chỉ huy thủ hạ. Ngươi cầm rương tiền, đi chỗ cũ chờ, ta tới cho những cảnh sát này một ít giáo huấn nhỏ một cảnh sát tóc nâu trên tay răng rắc một tiếng tìm thư uyển đang lên đạn, lại không để ý một đạo đao quan hình cung hiện lên súng trong tay thoáng chốc bị chém thành hai đoạn tay kia của chung tang quét ngang qua mắt thấy sẽ cắt cổ cảnh sát thời khắc nguy cấp trong đâm nhiên xuất hiện một cái bao quần áo dài rầm phá ra võ sĩ đao đối phương thuận thế bay lên một cước đá trúng ngực chung tang thối pháp thật sắc bén chung tang ăn đau lùi lại bốn năm bước tập trung nhìn lại, nguyên lai là tiểu tử cường tráng chừng hai mươi tuổi, tóc đen mắt đen, như cười như không. hai đao ở trong tay dạo qua hai vòng, chuông tan lạnh lùng nói: hảo tiểu tử, dám xen vào việc của đại gia, ta cho ngươi trả giá thật lớn. hắn cướp bước lớn thân, đao pháp sắc bén, chém ngang ngực. cái túi vải dài trong tay vung ngang ngăn cản, nhân thế đỡ lấy sông đao, quan hoành kêu lên: chuông tan hay lắm thân thủ của ngươi ngược lại không tệ. Bất quá gặp phải ta, chỉ có thể vì chính ngươi gõ chung tan. Nói xong mảnh vải dài bay múa, hiện ra thừa ảnh kiếm bên trong mang theo vỏ đá, hống. Quan hoành quát to một tiếng, cố ý thử xem mình có bao nhiêu lực lượng, toàn thân thoáng chốc tụ khí, quan mang nóng bỏng hiện ra, quan hoành liều mạng đem kiếm đập về phía sông đao, chung báo tan hai tay cầm không được, võ sĩ đao bị chấn bay một cái, người của hắn bị đau bạo lui khí lực thật lớn ngươi có siêu năng lực lập tức vứt bỏ vũ khí đầu hàng nếu không chúng ta nổ súng mười mấy tên cảnh sát giơ súng kêu gọi đầu hàng bọn họ là thừa dịp hai người đánh nhau lặng lẽ vây quanh mết xú tiểu tử lần sau tìm cơ hội lại đánh chung tang e sợ bị bao vây thoát thân không dễ đột nhiên không người đem một gã cảnh sát bên ngoài đụng bay ba chạy hai nhảy biến mất vô tung vô ảnh còn có ngươi lập tức giơ tay lên. Ngươi là nhân vật nguy hiểm. Họng súng đen nhánh của cảnh sát lại nhắm ngay quan hoành, người sau vẻ mặt cầu xin giơ hai tay lên. Làm cái chấm A, ca là người tốt. Chương 04 Chương 05 Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cục cảnh sát thị trấn cốt đầu, văn phòng cục trưởng. Cục trưởng ke bụng phệ đang gọi điện thoại. Vân vân, cảnh sát của chúng tôi đã bắt giữ một siêu năng lực giả chưa từng xuất hiện bớt hung hăng buông ống nghe điện thoại xuống cục trưởng ke vẽ mặt không vui hiện giờ phiền toái của ta đã đủ nhiều rồi thượng đế lại cố tình thêm đá vào gánh nặng trên vai ta quan hoành này chính là một quả bom bất định thật hy vọng nhanh chóng tới người nào đó mang hắn đi được nơi cục cảnh sát trấn cốt đầu giam giữ nghi phạm là một mặt hướng về đại sảnh văn phòng một mặt là lồng sắt trống trải trên vách tường trong này hiện tại chỉ có một người bị nhốt đương nhiên chính là quan hoành nhìn người lui tới đối với mình làm như không thấy quan hoành đành phải không nói gì tìm lời này này vị cảnh sát đại ca này khi nào thì thả tôi ra ngoài đừng đi a à, mẹ kiếp vị thám trưởng anh minh thần võ kia nói chuyện một hồi thế nào lúc này một nữ cảnh sát tóc vàng uốn lượn đôi mắt xanh biết cao gầy đi tới Quan Hoành nhất thời ánh mắt sáng lên. Vì cảnh sát xinh đẹp này, xin dừng bước. Hoa Khôi cảnh sát tóc vàng hừ một tiếng, trầm mặt đối với Quan Hoành nói: "Ngươi tốt nhất thả thành thật một chút. Không nên đánh cái gì chủ ý lệch lạc. Nói cho ngươi biết, nơi này không hoan nghênh siêu năng lực giả cùng người đột biến. Không bao lâu sau, ngươi sẽ bị cái khác chính thức tổ chức người dẫn đi." "Tỷ tỷ, ngươi nhất định là nói chuyện giật gân." "Ta" ta là tốt đẹp thị dân, chỉ là hỗ trợ đối phó cái bại hoại, các ngươi liền oan uổng ta, không có thiên lý a a, trong đại sảnh cảnh sát đều vùi đầu công tác, ai cũng không để ý tới quan hoành kêu la. Bay lên một cước đá ở trên cửa sắt, thật gặp quỷ. Quan hoành thở hổn hển ngồi ở phòng giam trên giường nhỏ, một lát sau, hắn vốn là thích ứng trong mọi hoàn cảnh tính cách, vậy mà ở trên giường ngáy lên, cứ như vậy ngủ thiếp đi. Ước chừng đến chạng vạn tối, quan hoành đang ngủ mơ mơ màng màng đột nhiên bị một trận ồn ào náo động đánh thức mau mang vào trong đi đây là chuyện gì xảy ra đã bị cắn bị thương ba người rồi chỉ biết là trấn tây trong quán ba đột nhiên xông vào hai cái mọc trăng nanh tiểu tử bắt đầu có người cho rằng là bọn họ mới từ hóa trang vũ hội trở về còn tiến lên trêu ghẹo kết quả lập tức liền bị cắn đoán chừng hai người kia là từ bệnh viện tâm thần chạy tới trên trấn bệnh viện hiện tại mất điện bọn họ không có cấp cứu phương tiện cục trưởng để cho chúng ta đem người bị thương nâng tới tạm thời an trí ở đại sảnh mở mắt ra xoay người ngồi dậy đóng cửa bên ngoài phòng giam quan sát chỉ thấy trong đại sảnh cục cảnh sát đặt vài cái cán cứu thương phía trên đều là người bị thương vẻ mặt thống khổ ai kêu liên tục tại sao anh trai tôi lại đột nhiên mọc trăng nanh còn cắn bị thương cánh tay tôi anh ấy hiện tại đang ở đâu không buông con tôi ra. Đừng cắn. Một nữ bị thương vừa khóc vừa nháo, trong lúc hôn mê la hét loạn. Nhìn chầm chầm vào lỗ răng bị cắn trên người người bị thương quan sát, quan hoành chấn động, hai tay hắn bắt lấy hàng rào sắt ra sức lay động. Này! Mau thả tôi ra! Một cây gậy cảnh sát đột nhiên đập vào lòng sắt, câm miệng tiểu tử. Hiện tại mọi người bận rộn đến chổng vó. Ngươi còn gây thêm phiền phức, ta liền đánh ngươi các ngươi đám gia hỏa này. Không tìm đường chết thì sẽ không chết. Biết không? Quan Hoành nhìn qua bị cắn người vết thương, kia rõ ràng là cương thi răng nanh tạo thành. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Ba người bị thương được khiên vào đã thi độc công tâm rồi. Nếu không nhất thời ba khắc sẽ biến thành cương thi. Xoay người ông bả vai ngồi trên giường, Quan Hoành thờ ơ lạnh nhạt. Không quá nửa giờ, chỉ thấy người trên cán cứu thương từng người từ sắc mặt xanh mét chuyển sang trắng bệt, hốc mắt đen nhánh, hai má co rút nhanh, móng tay mười ngón dần dần tăng trưởng trở nên nhọn, bên môi rõ ràng có hai cái răng nanh nhô ra. Hống ô Người bị thương thứ nhất đột nhiên xoay người nhảy lên, khoanh hai tay hung hăng đưa cho cảnh sát bên cạnh một cái, người sau ai nha một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài. Đập thẳng vào tường. Chúng cảnh sát tuy rằng hoảng loạn, nhưng là không quên móc ra phối thương nhắm ngay đâm răng múa vuốt cương thi giáp. Không cho nhúc nhích. Quát dừng không có hiệu quả, đối mặt với đồng bạn liên tiếp bị cương thi quái lực đánh bay, các cảnh sát quyết đoán nổ súng, rầm rầm rầm. Thân thể cương thi lắc lư vài cái, cơ hồ là lông tóc không tổn hao gì, nhưng lại bị loại công kích này chọc giận. Lệ kêu một tiếng, hai tay thám tử bắt được một nam cảnh sát gần nhất, há mồm cắn lên cổ hắn chợt nghe kinh thiên động địa ầm ầm vang lên, toàn bộ phòng giam cửa sắt bị đóng ngang dùng nóng bỏng thiết quyền đánh bay, hắn đoạt trước năm sáu bước, thuận tay cầm lấy trên bàn một cái bình cà phê. Hồn đạm. Rắc một tiếng, răng nanh cương thi để lại một lỗ lớn trên bình cà phê kim loại. Quan hoành nhân cơ hội này, nghiêng chưởng đao bổ vào cánh tay cương thi, hắn buông tay ra nhất thời buông cảnh sát ra. Quan hoành sách thân thể cảnh sát lên, tiện tay vung về phía sau, vô dụng như vậy vừa rồi còn dùng gậy cảnh sát hù dọa tôi cảnh sát mặc dù bị ngã đến bảy mặn tám chay nhưng cũng chạy thoát tính mạng vội vàng chui xuống dưới gầm bàn lúc này hai người bị thương khác cũng chuyển hóa thành cương thi ba thi hội thẩm lao thẳng tới quan hoành trong tay ngay cả một tên cũng không có lúc này vừa vặn liếc mắt nhìn góc tường thừa ảnh kiếm của mình vừa vặn đứng ở nơi đó bay lên một cước đạp ra bên trái cương thi quan hoành một cái phía trước lăn lộn đột nhiên rơi vào góc tường, tiện tay bắt lấy thừa ảnh. Tuy rằng nhổ không ra, tốt xấu cũng có thể khoa tay múa chân hai cái. Hai cương thi phân ra tả hữu bổ nhào lên, quan hoành hai tay nâng kiếm hướng về phía trước vẫy một cái, rầm mở ra bốn cái móng vuốt sắc bén, trong tay áo chợt rơi xuống hai tấm phù chú, bóp bóp dán ở trên mặt cương thi. Mãn tưởng rằng dưới tác dụng của khống thi phù, hai người bọn họ sẽ bất động như vậy ai ngờ vẫn là khẽ run rẩy rất có ý tứ không thể khống chế mặt quan hoành trầm như nước lau những cương thi này thật khó chơi không có ánh sáng gì đành phải cắn nát hai ngón tay trong thức ăn ở phụ chú trên đỉnh đầu cương thi điểm huyết thủ ấn linh huyết mượn pháp trấn rốt cục lúc này hoàn toàn bất động còn một con nữa quan hoành xoay người còn lại cương thi kia đang đuổi theo hoa khôi cảnh sát tóc vàng. Bang bang, trong nòng súng đạn bắn sạch, không thấy cương thi lui về phía sau, cảnh hoa sợ tới mức chân đều mềm nhũng, núp ở góc tường cơ hồ hoảng sợ ngất đi. Đúng lúc này, một bàn tay vươn tới trước mặt cương thi, đem bùa chú dán lên mặt. Quan hoành từ phía sau cương thi lộ ra đầu, hắc hắc, lần đầu tiên bị cương thi theo đuổi tư vị không tệ chứ. Sau khi ba cương thi đều bị quan hoành chế trụ, chúng cảnh sát mới run rẩy từ dưới gầm bàn sau cửa chui ra vừa rồi là chuyện gì xảy ra tại sao người trung quốc này dán một tờ giấy quái vật liền bất động các cảnh sát kinh nghi bất định nghị luận sôi nổi thật thần kỳ tôi nghe nói người trung quốc đều biết pháp thuật thần kỳ thì ra là thật còn có người lớn mật cho rằng đã không còn nguy hiểm lúc này muốn vạch ra tờ giấy kia nhìn kỹ quan hoành lạnh lùng nói bọn họ cũng không có chết đâu, ngươi nếu muốn bị bắt bị cắn, cứ việc thử xem. Lúc này quan hoành nhúng nhúng vai. Được rồi, nguy hiểm đã giải trừ, tôi cũng trở về nhà giam đây, nói xong không coi ai ra gì mà đi trở về lồng sắt, thuận tiện một tay đem cửa sắt đóng kín trên khung cửa. Chương 005 Tái sinh bản, là 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 o, o ha. Đùa thôi. Thời điểm này, ai còn có thể để quan hoành ngồi tù? đại sảnh cục cảnh sát còn có ba con quái vật. Đây chính là thứ chỉ có quan hoành mới có thể có biện pháp giải quyết. Cục trưởng cục diện tươi cười, vội vàng mời ngang qua phòng làm việc của mình. Xét thấy biểu hiện anh Dũng vừa rồi của anh uống rượu chúc mọi người nghĩa cử, tôi quyết định tạm thời giải trừ giam giữ đối với anh. Bởi vì tôi không có quyền hạn phóng thích anh. Cục trưởng xin lỗi buông tay, cái này. Xét thấy anh có năng lực vượt quá người khác, hắc hắc xin thông cảm cho khó xử của tôi. Quan Hoành chua xót cười một tiếng, trong lòng thầm nghĩ. Xem ra, người bình thường đối với siêu năng lực giả vẫn là kiên kỵ được rất. Ta đại khái cũng có thể hiểu rõ. Một cảnh sát mang theo vẻ mặt khó xử, vào cửa tìm trưởng cục. Xin lỗi, mời ngài ra ngoài một chút. Cục trưởng nói với Quan Hoành tiên một câu. Tôi xin lỗi trước một chút. Ngay lúc này, nữ cảnh sát tóc vàng bưng một ly cà phê nóng vào cửa đi tới trước chỗ ngồi của quan hoành buông ly xuống mời dùng quan hoành tiên sinh quan hoành mỉm cười nói cám ơn mỹ nhân còn không có thỉnh giáo phương danh của ngươi là tóc vàng hoa cảnh sát có chút đỏ mặt ta gọi mát tha đối với lúc trước vô lễ ngôn ngữ đối với ngài biểu thị chân thành xin lỗi cám ơn ngài đã cứu ta cùng mọi người tánh mạng quan hoành đứng dậy làm một động tác rất thân sĩ tôi tiếp nhận lời xin lỗi của ngài một lần nữa tự giới thiệu một chút tôi là quan hoành đến từ hoa hạ xa xôi đến đây tìm kiếm ý nghĩa sinh mệnh hoa khôi cảnh sát bị chọc cười cười quan hoành đang muốn cùng cô bắt chuyện thật tốt hỏi một chút tuổi trẻ của cô bao nhiêu có bạn trai hay không đáng tiếc đúng lúc này cục trưởng không đúng lúc xông vào văn phòng hắn lo lắng kêu lên quan tiên sinh tôi cần ngài giúp đỡ. Cục trưởng chỉ vào hai cương thi bị trói dây thừng, miệng bị bịt kín nói. Người của chúng ta thật vất vả mới đưa hai người bọn họ vào bẫy, vất vả bắt được. Quan Hoành nhìn bọn họ, câu mày móc ra hai tấm bùa khống thi dán lên mặt nhị thi, sau đó hỏi cục trưởng. Còn có người bị cắn không? Cục trưởng cục cảnh sát lắc đầu. Chắc là không, rồi nói tiếp. Nhưng lúc bắt giữ có vài cảnh sát bị móng tay của quái vật làm bị thương, tôi nghĩ không có gì đáng ngại chứ. Khoát tay, Quang Hoành nói. Mau dẫn ta đi xem, bọn họ cũng là gián tiếp trúng thi độc, phải lập tức khu trừ, thời gian lâu thi độc công tâm, sẽ chuyển hóa thành cương thi đấy. Quang Hoành chuẩn bị thùng nước lớn, lấy ra mấy tấm bùa bạc độc đốt hết, dùng cho phù trộn vào trong nước, sau đó nói với mọi người. Mỗi người bị thương đều phải uống một chén lớn, lại dùng phù thủy này rửa sạch vết thương thấy có vài người chần chờ không chịu, quan hoành hừ lạnh nói. Các ngươi nếu muốn biến thành loại quái vật này. Đưa tay chỉ năm cương thi bên cạnh đã bị gác ở trên củi, cùng những tên này giống nhau bị đốt thành tro, vậy nhìn xuống đừng uống. Mọi người nghe được làm sao còn dám chậm trễ, một đám tranh nhau chen lấn, vừa là trót vào trong bụng, vừa là rửa miệng vết thương. Dưới sự chỉ huy của quan hoành, các cảnh sát hát xăng lên đóng củi, ném đuốc vào trong chốc lát hỏa quan trùng thiên, liệt diễm bốc lên. Mới vừa vào đại sảnh kiểm tra tình hình cho người bị thương không lâu, có một cảnh sát thở hồng hộc chạy vào nói. Quan tiên sinh, chúng tôi đã dùng lửa đốt hơn 10 phút, nhưng những quái vật kia vẫn đang kêu to, hơn nữa còn có dấu hiệu muốn thoát khỏi dây thừng, cố gắng bò ra. Lúc cùng mọi người vọt tới cửa, quan hoành còn có thể nghe thấy tiếng kêu xèo xèo quái dị của cương thi trong đống lửa, bọn họ tự hồ muốn dãy dụ đứng dậy trong đống lửa muốn mọi người vây xem đánh tới. Quan Hoành nhíu chặt hai hàng lông mày, trầm mặt không nói gì, móc ra tất cả hỏa phù trên người, bỗng nhiên rung lên ném cương thi vào trong lửa, dưới sự trợ giúp của phù chú, thế lửa trong phút chốc biến thành màu đỏ đen. Một lát sau, năm con quái vật hung ác cuối cùng cũng bị thiêu thành tro bụi. Mọi người ôm nhau reo hò. Thượng đế phù hộ, cuối cùng cũng thiêu sạch bọn họ rồi. Cùng lúc đó, thừa dịp mọi người đắm chìm trong vui sướng và thả lỏng quan hoành đã sớm cầm đồ của mình lặng lẽ trốn khỏi đám người vừa nhanh chóng chạy nhanh quan hoành vừa nghĩ Thưa dịp hiện tại trốn đi là một quyết định chính xác vạn nhất đợi lát nữa bộ phận nghiên cứu nào đó bắt được tôi đến phòng thí nghiệm vậy thì không ổn rồi trải qua lần giao thủ với cương thi này quan hoành cũng hiểu được một ít tư liệu về cương thi nơi này cùng thế giới kia của hắn cũng không kém nhiều lắm đại khái chia làm mấy cấp bậc hôm nay gặp phải bất quá là thi binh cấp thấp nhất, do thị dân bình thường chuyển hóa, bất quá những người này dị thường cường hãn so với thi binh của quan hoành ở thế giới ban đầu khó đối phó hơn nhiều, khống thi phù suýt nữa trấn áp không được, hỏa diễm bình thường cũng không cách nào thiêu hủy. Quan hoành lẩm bẩm nói. Thế giới này cương thi thật đúng là không phải dễ đối phó, khó trách sẽ để ai ẩn mang bọn họ lâm vào khổ chiến. Cục trưởng Cục Cảnh sát trấn cốt đầu, cục trưởng cục cảnh sát nghe xong báo cáo của cảnh sát, khẽ nhíu mày. Ngươi là nói quan tiên sinh không cáo mà từ biệt. Đối phương gật đầu đồng ý, cục trưởng cục đột nhiên lộ ra một tia mỉm cười, ý bảo thủ hạ rời đi, hắn ngồi ở trên ghế làm việc, tìm thư viện thấp giọng nói. Như vậy cũng tốt, dù sao cũng là ân nhân cứu mạng, ta cũng không tiện nhốt ngươi lại. Hy vọng ngươi có thể tìm được kết cục tốt. Lần sau gặp mặt, lại tặng ngươi một tấm giấy khen thị dân tốt đi. Quan hoành tiên sinh thân ái. Mặt trời chói chang, nắng gắt như lửa. Đưa mắt ngẩng đầu, trong mắt đều là sa mạc hoang dã. Trên đường cao tốc mênh mông vô bờ, quan hoành đang tiến về phía trước. Một chiếc có thể đi nhờ xe phương tiện giao thông cũng không đi ngang qua. Quan hoành lau mồ hôi trên mặt oán giận nói. Đột nhiên phía sau có tiếng động cơ, từ xa tới gần truyền đến. Quan Hoành quay đầu lại nhìn, thì ra là một chiếc xe thể thao sang trọng Mercedes. Benz mà đến. Quan Hoành vội vàng đứng ở ven đường phất tay. "Này, lão đại, để tôi đi nhờ." Lời còn chưa nói xong, xe đã chạy xa, Quan Hoành thấy rõ ràng, tài xế ông một cô gái xinh đẹp, lúc lái xe lướt qua, còn kiêu ngạo giơ ngón giữa với anh ta. Lập tức chỉ để lại một mảng lớn cát bụi, khiến Quan Hoành ăn một miếng quan hoành tức giận chửi ầm lên phi 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 mẹ nó có xe không dậy nổi a à, chờ lão già có tiền kiếm một chiếc xe dơi đâm bay mày nha lại ước chừng đi ba giờ mặt trời lặn ngồi bên đống lửa trại quan hoành vuốt ve thanh kiếm cổ trước mặt thừa ảnh cẩn thận quan sát trong lòng có chút nghi hoặc khó hiểu lúc ấy ở côn lôn bí cảnh chi động thanh kiếm này một cái đã đem cương thi long chém thành hai đoạn đó là uy thế cỡ nào nhưng hấp thu long tâm liệt diễm, lại tự động bao bọc vỏ đá học kiếm, sống chết đều rút không ra. Lúc đối chiến chuông báo tử, chỉ có thể làm búa đập vỡ sông đao của hắn. Khai chiến cùng cương thi cũng chỉ là vung vẫy chống đỡ. Ngày đó đồ long chết kinh thiên nhất trảm, lại thủy chung không thể nhìn thấy nữa. Nhẹ nhàng vỗ hộp kiếm, quan hoành ấp úng nói. Thừa ảnh a à thừa ảnh, ngươi khi nào có thể ra khỏi vỏ, tự như chém vết cương thi long đồng dạng, giết những cương thi khác tự như chém dưa thái rau, vậy thì tốt biết bao nhiêu. Chương 06 Bị để mắt tới Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Quan Hoành ngồi bên cạnh đống lửa, duỗi lưng một cái, ấp úng nói Vẫn là không nên suy nghĩ chuyện thừa ảnh nữa Phỏng chừng thời điểm vừa đến, cởi võ rời hộp, đại sát tứ phương Hắc hắc, mặc kệ tìm nơi nương tựa bên nào đều tốt bất quá là tại người ta phía sau làm người hầu, nhiều nhất phất cờ hò hét. Cả đời đều không ra đầu được. Nghĩ tới đây, nhìn mình một đôi nắm đấm, ta mới không muốn bị bất kỳ bên nào lợi dụng đâu. Tony, hừ hừ, ngày gặp mặt phải hoãn lại. Mối thù một trăm kia của ngươi, ta sớm muộn gì nhất định sẽ trả lại cho ngươi. Không biểu lộ một đường phong trần hầu hạ, ước chừng đi gần 700 km, Quang hoành mới đi bộ tới New York thị khắp nơi đều là nhà cao tầng hồng nam lục nữ xe cộ người đi đường như nước chảy quan hoành cảm khái thật không hổ là thành phố lớn đầu tiên phải giải quyết ăn cơm và ở trọ nhất là phải ăn no bụng quan hoành vừa đi trên đường vừa suy nghĩ trong khoảng thời gian này quan hoành bởi vì tố chất thân thể đề cao đại lượng vận động rèn luyện tạo thành hậu quả chính là lượng cơm ăn tăng mạnh thuận tay mua một tờ báo nhìn xem khe hở có hạng mục làm công gì tốt. Tốt xấu gì ca cũng là tân các siêu cấp anh hùng, làm sao có thể không nhập phẩm sự tình. Cái này. Nêu thành phố rác rưởi núi, phế phẩm khuynh đảo công nhân, ta đi, nhìn liền muốn nôn. Vì thế quan hoành đi tới nhà hàng Trung Quốc cao thị ở khu phố 13, lên làm nhân viên phục vụ và nhân viên chuyển phát nhanh. Sau khi nhậm chức mới biết được, chủ tiệm cao lão đầu quả thực cây nghiệt muốn chết, hơn nửa miệng vỡ tìm cơ hội liền chọn xương trong trứng gà của nhân viên, mắng người 10 giờ dùng từ cũng không trùng dạng. Trong lúc làm công quan hoành đã hoàn toàn lĩnh giáo, nhưng tốt xấu gì cũng có ăn có ở. Ngoài ra quan hoành cơ hồ mỗi ngày đều đọc các loại báo chí, nhìn xem có hay không cương thi tập kích nhân loại tin tức, nhưng là ngoại trừ lúc trước cốt đầu trấn xuất hiện cương thi cắn người tin tức báo cáo bên ngoài, cái khác cũng là tin tức xa vời, hoặc là chính là căn bản không phát sinh, hoặc là chính là có người cố ý che giấu đối với việc này quan hoành vẫn ông thái độ hoài nghi cảm thấy tình huống thế giới này biểu hiện đặc biệt áp lực tựa hồ có mây đen lớn hơn bao phủ nơi này buổi chiều hôm nay thời gian bận rộn lại đến đây là bánh sủi cảo chiên và cơm trang đưa đến khu 5. động tác nhanh nhẹn một chút không được ăn vụng cao lão đầu vội vàng sao động quát trong vòng nửa giờ phải đưa đến quan hoành chạy chậm ra cửa nhà hàng trung quốc Hắn chưa bao giờ cưỡi nhà hàng vì nhân viên bán hàng chuẩn bị xe điện. Thứ nhất đồ chơi kia chạy lên còn không có chính mình đi bộ nhanh. Thứ hai cũng là vì quen thuộc đường phố thêm rèn luyện thân thể. Hô hô hô. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. La 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 la. Quan hoành trong miệng hừ một điệu nhỏ chạy. Khi đi ngang qua một con hẻm nhỏ, đột nhiên nghe thấy bên trong có tiếng vang kỳ dị, xuất phát từ tò mò đi qua nhìn xem. Thì ra là mấy tên côn đồ nhuộm tóc, đeo khuyên tai khuyên mũi, trên người xăm hình xăm vây quanh cùng một chỗ, đang quyền đấm cước đá một tên tiểu tử suy nhược. Peter chết tiệt. Đừng đánh nữa. Tôi, trên người tôi không có tiền. Cậu bé đeo kính ông mặt ông đầu, co rút ở góc tường, một đống sách vỡ rơi lả tả trên mặt đất. Cùng lúc đó, ở một văn phòng nào đó, một bản báo cáo chi tiết bị trợ lý đưa tới trên bàn làm việc của Nick Fury. Cục trưởng, đây là toàn bộ tư liệu về quan hoành trước mắt. Nick Ferry gật gật đầu. Nói cho tôi biết chi tiết chuyện đã xảy ra. Căn cứ vào kết quả điều tra trước mắt của chúng ta, hắn gần nhất một cái xuất nhập cảnh ghi chép là tại hoa tạng khu phụ cận đăng ký trực tiếp nhập cảnh M quốc. Sau khi xuống máy bay, hắn trong lúc vô ý cuốn vào cùng nghề nghiệp sát thủ tranh đấu bên trong, biểu hiện ra cực kỳ ưu tú cận chiến năng lực bởi vì hắn cuối cùng sử dụng năng lực kỳ dị mà lọt vào cảnh sát giam giữ, bị giam giữ tại cốt đầu trấn cục cảnh sát. Trợ lý lật qua một trang tài liệu giấy, tiếp tục báo cáo, xương cốt trấn xuất hiện tập kích nhân loại quái vật bề ngoài đặc thù của nó cùng chúng ta lúc trước mệt mỏi ứng phó cương thi cơ bản nhất trí, nhưng là quan hoành đánh vỡ phòng tạm giam cửa sắt, dùng dị năng cùng một ít kỳ quái giấy vàng tiêu diệt cương thi. Trước mắt, quan hoành tiến vào thành phố New York, đang ở một nhà hàng Trung Quốc làm công không có dị động cùng bất kỳ hành vi quá khích nào. Nick gật gật đầu. Ân, ừ, về người này, tạm thời không nên tiếp xúc, phái người ngầm quan sát, đúng giờ đúng giờ báo cáo giám thị kết quả, tìm thư uyển www sinh com ta muốn trước hiểu rõ hắn toàn bộ năng lực, lại tính toán. Hình ảnh lại quay về hẻm nhỏ, khi quan hoành đi tới đầu hẻm thời điểm, đám côn đồ kia còn đang uy hiếp Peter. Sú tiểu tử, nếu không đem tiền giao ra, ta liền đánh gãy chân của ngươi, làm cho ngươi biến thành người què. Mấy tên côn đồ nhìn nhau, bỗng nhiên cười ha ha. Tới vừa vặn. Ngươi cũng mau đem tiền giao ra đi. Một tên côn đồ lão cầm đầu hét lớn. Quan hoành cười lạnh một tiếng, một quyền đánh vào tường xi măng bên cạnh, rầm. Lập tức xuất hiện một cái lỗ sâu. Ta không có tiền. Quả đấm có một đôi, các ngươi có muốn hay không? đám côn đồ nhìn đến con mắt phát thẳng, quan hoành quát. Thừa dịp ta không phát hỏa, lập tức cút. Đừng để cho ta lại nhìn thấy các ngươi. Quan hoành chạy đến bên cạnh cậu bé, đỡ cậu dậy. Này, cậu không sao chứ? Có sao không? Đám côn đồ liều mạng chạy trốn trong ngõ hẻm, một quyền tràn ngập lực phá hoại của quan hoành, quả thực khiến bọn họ sợ không nhẹ. Ai ngờ lão đại phía trước đột nhiên một cước giẫm hụt, rơi vào một miệng giếng không có nắp sắt phù phù, phù phù. Ai u má ơi! Mấy người liên tiếp, tất cả đều bởi vì quán tính mà rơi vào. Lão đại trước tiên ở đáy giếng dãy dụa, trong bóng tối mò mẫm trên vách giếng leo thang, muốn leo lên, ai ngờ lại sợ đến một khuôn mặt lạnh lẽo, bên môi còn có hai cái răng nanh. A a a, đáy giếng không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, vài phút sau, liền không có tiếng động, chỉ là trong không khí như có như không, phiêu một cổ quỷ dị mùi máu tươi sách mới truyền lên, cầu điểm đẩy dấu. Chương 7 Mây đen bao phủ Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Nâng người ngã xuống đất dậy vừa muốn nói chuyện, quan hoành mạnh mẽ quay đầu lại nhìn đầu hẻm, nơi đó chỉ có dung như nước chảy người qua đường, không có bất kỳ hiện tượng khả nghi hoặc người dừng lại. Chẳng lẽ là ảo giác của tôi? Quan hoành không khỏi cảm thấy kỳ quái. Góc phố, một đôi mặc áo tê, sớt cùng quần dinh tình lữ, đang dùng ngón trỏ ấn tai nghe trò chuyện. Đã xác định quan hoành năng lực thuộc về tăng cường công phòng hình, hơn nữa phản ứng của hắn rất nhạy bén, chúng ta suýt nữa bị phát hiện, trên đây là đặt công dê cùng ép đúng giờ báo cáo. Cậu bé được quan hoành đỡ dậy lắc lắc đầu mặt mũi bầm dập nói. Không, không có việc gì, cảm ơn anh đã cứu em. Nghe được lời của hắn, quan hoành lông mày chợt nhảy dựng, đột nhiên tự giới thiệu. Xin chào, ta là quan hoành ngươi tên là gì? Cậu bé trả lời. Cháu là Peter Parker, một học sinh trung học. Quả nhiên là tương lai tiểu bò sát hiệp, đoán chừng hắn hiện tại chưa từng bị cắn đâu. Quan hoành đại não nhanh chóng vận chuyển, nhìn Peter ánh mắt dần dần quái dị lên. Parker trong lòng một trận rét lạnh. Mẹ ơi! Vị ân nhân cứu mạng này không phải là công chứ. Liếm liếm môi, quan hoành trong lòng thầm nghĩ nhất định phải cùng cái này tương lai siêu cấp anh hùng đánh hảo quan hệ nhiều bằng hữu nhiều con đường nghĩ tới đây quan hoành cười híp mắt nói ra nguyên lai ngươi chính là peter parker peter vẻ mặt nghi hoặc như sắm bên tai tôi rất nổi tiếng sao sao tôi lại không biết quan hoành vô thức che miệng chết tiệt suýt nữa lỡ miệng thì ra thằng nhóc này còn chưa biến thành con nhện nhỏ nhã tơ trèo tường bản thân không thể tiết lộ được. Nhìn thấy trên mặt đất trải rác mấy quyển sách, quan hoành vội vàng chuyển đề tài. Đồ của ngươi rớt rồi, nhặt sách lên liếc mắt một cái, ừm, giới thiệu vắng tắt về triển lãm khoa học động vật chân đốt. Peter nói ra. Đúng, trường học chúng ta muốn tổ chức đồng học cùng nhau tham quan, cho nên ta trước tiên tìm chút tư liệu tìm hiểu một chút. Cơ hồ có thể khẳng định lần triển lãm này, chính là cơ hội đem Peter nhỏ biến thành người nhện quan hoành tự nhiên không chịu bỏ qua cơ hội tận mắt chứng kiến này hắn ra vẻ rất hứng thú nói bộ dáng thật thú vị peter nhanh chóng lấy ra một tấm vé từ trong trang sách đưa cho quan hoành tặng cậu tôi còn có mấy tấm nữa quan hoành cầm lấy vé sợ đối phương đổi ý sau này chúng ta sẽ là bạn tốt đúng rồi tôi làm công ở nhà hàng trung quốc cao thị ở phía đông thập tự lạc khẩu rảnh rỗi đến ngồi một chút tôi mời cô ăn cơm rang dương châu Vậy bây giờ tôi phải đến trường học, đợi đến ngày triển lãm gặp lại." Peter nói xong vẫy vẫy tay, vội vã chạy về phía trường học. Quang Hoành nhìn bóng lưng của hắn đi xa. "Tiểu Nhị, ngươi có thể là cái thứ nhất đối với ta không hề có tâm cơ anh hùng bằng hữu, ta sẽ quý trọng phần này tình bạn." Siêu Đơ văn phòng, Ferry nhìn xem quang Hoành tư liệu. "Tiểu tử này, thân phận không đơn giản, vô cớ xuất hiện ở thế giới này." trước đó trải qua là một mảnh trống rỗng. Hắn đến từ Hoa Hạ, không phải là sát đạo hội những người điên kia đi. Bất quá trước đó có tư liệu truyền tống, hắn là từ Hoa Tạng khu côn Luân Sơn phụ cận sân bay, trực tiếp xuất cảnh, sát đạo hội ở bên kia luôn luôn không có thế lực gì, bất quá ngược lại là có cái trong truyền thuyết côn Luân Trấn, mỗi 10 năm hội mở ra một lần, hắn là côn Luân thiết quyền người thừa kế. Ngươi lại quan sát cái kia gọi quan hoành tiểu tử hai ngày, chờ ta xác định một ít sau đó, chọn cái thời gian cùng hắn gặp mặt, như thế không ổn định tuổi trẻ siêu năng lực giả, nhất định phải xác định một chút hướng đi của hắn. Ngay tại Nick vì quan hoành sự tình để tâm thời điểm, hắn trăm triệu lần không ngờ tới đối thủ cũ bóng ma của Hira, đã bao phủ đến nhà mình SHIJ hậu viện, một hồi chuẩn bị đã lâu tập kích, cho SHL dê hung hăng chính diện một quyền. Rất nhiều người sau khi đạt được siêu năng lực, lúc đầu sẽ hoang mang ở ngã tư đường, nếu có người khinh bỉ, tổn thương, sợ hãi, bài xích hắn, vậy hắn sẽ dần dần đi vào bóng tối. Trái lại, nếu có ai ngay thẳng giơ bàn tay ấm áp ra cho người ấy, người ấy sẽ như mặt trời thiêu đốt, soi sáng mọi người bằng trái tim mình. Hướng đi chính tà cuối cùng của một siêu năng lực giả, cùng người chung quanh có quan hệ mật không thể tách rời. chạng vạn tối, bởi vì thấy việc nghĩa hăng hái làm quan hoành, lại đem đồ ăn bên ngoài giao trễ giờ chủ tiệm cao lão đầu rít gào như mưa trên gió dữ đánh sâu vào màng nhĩ của hắn, bất quá những thứ này cũng đã tập mãi thành thói quen. Sau khi kết thúc công việc, quan hoành về tới ổ nhỏ tạm thời của mình, đó là mấy khối kiến trúc tạm thời được dựng bằng ba tấm ván thật lớn, ngay gần ngõ nhỏ kế bên nhà hàng. Ba ba ba, hô hô. Ho. Quan hoành giống như thường ngày tiến hành luyện tập tu hành, đánh bao các đựng đầy thiết xa, dùng cọc gỗ khổ luyện độ cứng của cầu thủ và khuỷu tay đầu gối chân. Quan Hoành Thủy chung cho rằng siêu năng lực, đạo thuật lợi hại hơn nữa cũng có lúc không nhạy, ở thế giới nguy hiểm này, nghề nhiều không áp thân, thân thể luôn rèn luyện rắn chắc một chút. Ngạo khí đối mặt vạn trọng lãng, nhiệt huyết giống kia hồng nhật quan, càng đảm giống như thiết đã cốt như tinh cương, trí tuệ trăm ngàn trượng ánh mắt dài vạn dặm. Quan Hoành một bên hát nhẹ, một bên tiến hành mỗi đêm theo lệ chạy bộ, ban đêm nêu gió, hoa đăng mới lên, muôn màu muôn vẻ, phá lệ đẹp mắt mê người bất quá có quan minh quảng trường, tìm thư uyển www sinh com thì có hắc ám gốc, đây là chí lý danh ngôn. Quan hoành lẩm bẩm nói, phía sau hắn không xa, có mấy cái hắc y nhân không nhanh không chậm đi theo. Đi theo tôi mấy cây số, cũng không biết là ai, mặc kệ hắn, dù sao không chọc tới tôi, chúng ta cũng không cần phải đi trêu chọc bọn họ trước, lại nói tiếp những người này cũng quá biết giả bộ bê đi, hơn nửa đêm còn đeo kính râm, không sợ rơi xuống rảnh. Ngay khi hắn vừa chạy đến cửa công viên rừng rậm thường ngày rèn luyện, đột nhiên nghe được tiếng kêu hoảng sợ. Quan Hoành đi qua nhìn, thì ra là một người vóc dáng thấp bé tay cầm dao nhọn, đang kiển mũi chân cướp lấy một tráng hán cao lớn. Đem trên người đáng giá đồ vật cùng tiền mặt dao ra đây. Mặt khác đem thắt lưng cúi xuống, không thấy ta như vậy kiển chân rất vất vả sao. Bị cướp cao lớn tráng hán gọi giót, bởi vì tại thịt sông khói gia công xưởng làm việc, người đưa biệt hiệu ba công gió chính là mắng hắn giống heo tiểu tử này trọng không phải đồ vật thường xuyên đến nhà hàng cao gia ăn bá vương cơm không trả tiền còn mắng người có lúc còn dùng tay heo muối đi sờ nữ phục vụ kim tỷ tiểu thê phê tức giận đến quan hoành nhiều lần đều muốn hành hung hắn một trận nhưng là chủ tiệm cao lão đầu sợ ảnh hưởng trong tiệm buôn bán thật sự ngăn cản không cho động thủ tiểu tử này cũng có ngày hôm nay thật sự là đáng đời quan hoành biểu môi dứt khoát quay đầu không nhìn, định cứ như vậy chạy tới, cà mới không đi quản chuyện của hắn. Phía sau theo dõi quan hoành mấy cái hắc y nhân nhỏ giọng nghị luận. Gặp phải người xấu chuyện xấu phản ứng lạnh lùng, suy người. Tên cướp lùng khinh thường nói một câu. Hừ, tiểu tử da vàng suy nhược vô năng. Lời của hắn còn chưa dứt, quan hoành nhanh chóng nhào tới, bóp. Đã nhấc ba chưởng phiến ở trên mặt của hắn. Chương 08 chương không chính. bạn đang nghe tại truyện chấm audio ai u một tiếng tên cướp lùng vòng vo tại chỗ ba vòng rưỡi cuối cùng đặt mông ngồi dưới đất hắn che mặt mờ mịt luống cúng, rất hiển nhiên là bị cái bạc tai này đánh cho bối rối quan hoành hừ lạnh một tiếng ngươi đánh cướp tiểu tử này ta căn bản sẽ không quản tiện tay chỉ giót sau đó hung tợn nói nhưng ngươi cả gan sĩ nhục ta quyền đấm cướp đá quan hoành nói đi chết đi. Đương nhiên ra tay rất có chừng mực, nếu không sẽ xảy ra án mạng. Mấy phút sau, quan hoành dẫm lên khuôn mặt sưng phù không chịu nổi của tên cướp, hỏi. Ca là lấy lý phục người. Tiểu tử ngươi tại ta làm công nhà hàng ăn cơm bá vương, tháng này tổng cộng ăn 23 đĩa cơm rang cùng sủi cảo chiên, ngày mai đi đem nợ thanh toán. Nếu không. soạt quan hoành nắm đấm tại trên mặt hắn đánh chết một con mũi, nếu không ta liền thường xuyên tại trên mặt người đánh ruồi mũi. Chân đối phương đều bị dọa mềm nhũng, run rẩy liên tục gật đầu. Hai đặc công theo dõi đồng loạt giơ ngón giữa lên. Có thù tất báo, đồ ác ôn. Hôm nay rạng sáng, vẫn là hôn ám không ánh sáng, đầy trời tin đấu thời điểm, SHIELG nào đó đơn vị bí mật bị tập kích. Người đồng thủ đương nhiên là đối thủ cũ của bọn họ. Cửu đầu xa. Chỉ hơn 10 phút, đã xảy ra một hồi đấu súng kịch liệt cùng tàn sát đơn phương. Ba, ba, hai tiếng súng cuối cùng vang lên qua đi, duy nhất còn sống thủ vệ bị đánh gục, dẫn đầu sát thủ vung tay lên. Nhanh. Xông vào. Toàn bộ dọn dẹp sạch sẽ. Ngay sau đó dưới sự dẫn dắt của nội ứng, bọn đạo tặc cướp sạch đồ đạc nơi này không còn. Vô luận là tư liệu văn phòng hay là bình lọ lọ trong phòng cất giữ, một chút cũng không thừa. Khi bọn hắn rời đi lúc, siêu siêu vẹo vẹo trên biển số nhà còn có mơ hồ chữ viết. Siêu năng lực giả cùng người đột biến máu mẫu vật phòng chứa lạnh. Khi Nick Fury dẫn đại đội nhân mã chạy tới, hiện trường chỉ còn lại có thi thể khắp nơi cùng căn phòng trống rỗng. Fury một cước đạp nát còn sót lại ở dưới đất vỏ đạn, trong mắt bắn ra phẫn nộ hỏa diễm. Đáng chết. Ta tới chậm một bước. Bên kia, căn cứ bí ẩn hy ra. Bắt được những mẫu máu này, ta có thể phục chế ra rất nhiều siêu năng cùng biến chủng nhân bản thể, tuy rằng tuổi thọ của bọn họ chỉ có 15 ngày, thế nhưng... Hắn vuốt ve trên bàn trước mặt một quyển sách cổ xưa, ta lấy được bộ bí pháp về hoa hạ luyện thi này, lại có thể trợ giúp ta đề cao nhân bản thể thực lực, để cho bọn họ biến thành siêu cấp cương thi, vì ta cung cấp vô số bộ hạ. Nhiều chuyên gia cổ văn như vậy, chỉ có thể giải mã một phần nhỏ liên quan đến luyện thi trong quyển sách này, văn tự cổ của hoa hạ thật sự quá thâm ảo. Trong miệng nói thầm, hắn cầm lấy máy truyền tin, bắt đầu liên lạc bộ hạ của mình. Này, lập tức đem vật thí nghiệm của chúng ta toàn bộ trục xuất đến đường ống ngầm của thành phố New York, ta muốn kiểm tra uy lực của nó. Sáng sớm, quan hoành thay một thân mới tinh áo tê, sớt, đứng ở trước gương. Ha ha! Ca vẫn là rất đẹp trai. Tiểu thịt tươi 100% hôm nay là ngày hẹn peter đến triển lãm động vật chân đốt tự nhiên phải tỉ mỉ ăn mặc một phen chứng kiến thời khắc lịch sử đến cao lão đầu lắc đầu như trống bỏi cửa cũng không có ngươi biết mấy ngày nay trong tiệm có bao nhiêu bận rộn sao còn muốn lén trốn ra ngoài dạo chơi không được thiên vương lão tử cũng đừng mơ tưởng ngăn cản quan hoành nói chắc như đinh đóng cột với ông chủ của mình cùng lắm thì tôi vì anh mà làm không công nửa tháng không lấy tiền lương. Quan Hoành trong lòng điên cuồng rống. Vì tận mắt chứng kiến Spider mang ra đời thời khắc lịch sử. Cao lão đầu nhíu mày. Không được. Ít nhất làm không công một tháng. Hắn vừa thấy Quan Hoành quyết tâm muốn nghỉ, nhưng cơ hội mở ra biến thái điều kiện, giống như vơ vét tài sản. Quả nhiên là bản sắc gian thương từ đầu đến cuối. Quan Hoành lúc này cái gì cũng không để ý, cùng lão bản định ra điều khoản bá vương, không đợi cao lão đầu lại biểu thị cái gì, hắn nhanh chân bỏ chạy, nháy mắt biến mất vô tung. Trước cửa hội trường triển lãm, quan hoành hưng phấn đi qua đi lại. Hôm nay là ngày tốt để chứng kiến người nhận ra đời, hoặc là tôi bắt được con sâu, để nó cắn tôi một cái, tôi cũng có thể biến thành người nhận, suy nghĩ miên man như vậy. Quan hoành theo bản năng sờ sờ thừa ảnh kiếm trên lưng, hôm nay tâm trạng cậu rối loạn, cảm thấy có chút bất an cho nên ngay cả vũ khí cũng mang theo, phòng ngừa vạn nhất. Chào quan hoành, anh đến sớm quá, Peter từ xa nhìn thấy anh, vội vàng vẫy tay chào. Còn mang theo hai người bạn tới, cũng giới thiệu cho quan hoành làm quen. Peter nhiệt tình giới thiệu, quan hoành cùng hai người bọn họ bắt tay. Rất vui được gặp hai vị. Mary dên thanh xuân xinh đẹp, hòa ái thiện đàm, Harry mặc dù là một công tử nhà giàu, nhưng không có cái giá phú nhị đại gì, mọi người trò chuyện rất vui vẻ, cùng nhau vào triển lãm tham quan. Nhìn con nhện kìa, nó bò nhanh quá. Peter nói với Quang Hoành, chỉ vào cậu bé. Người dẫn chương trình giải thích cho khán giả. Đây là một trong những loài nhện độc nhất trên thế giới, và nó. Quan Hoành lại không lưu ý những người khác nói cái gì, chỉ là nhìn chầm chầm cái kia nho nhỏ tám chân động vật chân đốt, nước miếng đều nhanh nhỏ xuống, đây là có thể chế tác Spider mang tiểu bảo bối nhi nhưng vào giờ phút này, đột biến đột phát. Một tiếng vang thật lớn kinh thiên, nắp cống nằm trước cửa triển lãm bị lực lượng cực lớn nâng lên. Này! Cái nắp cống giữa không trung đập đầu vào ba người Peter. Nguy hiểm! Quan hoành tung một cước, rầm. Đã nắp cống đến biến dạng. Đang làng rơi xuống đất. Nhìn thấy lực lượng của quan hoành vô cùng mạnh mẽ, Peter tự hồ nghĩ tới điều gì đó, đang muốn mở miệng hỏi quan hoành, lại bị đối phương xua tay ngăn cản. Hiện tại cái gì cũng đừng hỏi, chờ qua nguy cơ lần này, ta sẽ hướng ngươi giải thích cặn kẽ. Một trận tiếng kêu như giả thú chậm rãi từ dưới đất truyền ra, hai cái móng tay dài, màu sắc trắng bệch cự trưởng, từ cửa xuống nước vương ra, đáp lên biên giới. Quan Hoành thì thào tự nói, lập tức hô. Peter, ba người các ngươi mau đi sơ tán đám người, sau đó cùng mọi người trốn thật xa, ngàn vạn lần đừng đi ra chịu chết bởi vì người này có thể so với cốt đầu trấn những tạp ngư thi binh kia cao hơn một cái đẳng cấp đâu. Quan hoành trong đầu nhanh chóng vận chuyển, thi thống lĩnh dựa vào bình thường thi binh trên trăm tên cường tráng nhân loại máu tươi tiến hóa mà thành. Giờ phút này thân hình to lớn thân cao gần 2 mét, đã hoàn toàn bò ra cống thoát nước, vẫn là sắc mặt trắng bệt, hai gò má rụt má, răng nanh lộ ra ngoài. Chỉ là so với thi binh bình thường to lớn gấp đôi. Tên này, trên dưới toàn thân đều phát ra khí tức nguy hiểm. Mary Jane sợ tới mờ mịt luống cuống, hoảng sợ kêu lên. Quái vật! Ngươi cái tên này! Harry thân thể cường tráng nhặt lên một cái ghế gấp, đang muốn xông lên cùng thi thống lĩnh đỏ sức, quả thực là người vô tri không sợ. Quan hoành tiện tay xách cổ áo sau của hắn lên, vung về phía sau, vị này lão đảo suýt nữa ngồi dưới đất, đừng xúc động. Tên này quanh thân đều là độc, Bị làm bị thương có thể phiền toái, Quan Hoành trầm giọng nói, các ngươi mau đi sơ tán đám người. Trì hoãn thời gian sẽ không còn kịp. Nói xong, Quan Hoành liếc mắt nhìn thi thống lĩnh bên hông, nơi đó treo một cái không bắt mắt trách túi, thi thống lĩnh người này, nhưng là sẽ phóng thích tiểu binh làm tay chân. Chương 009. Bắt đầu đọc từ đây mũi tên tây bắc, mũi tên đông bắc mũi tên tây bắc, mũi tên đông bắc mũi tên tây bắc, mũi tên đông bắc, tên bắc, tên đông bắc, tên đông bắc hiểu rõ mình ở lại chỗ cũ căn bản không có tác dụng còn có thể trở thành gánh nặng cho quan hoành ba người peter rốt cục xoay người đi sơ tán đám người chính mình trốn đi theo triển khai hai tay lao nhanh thi thống lĩnh điên cuồng công kích quan hoành một cái thiết quyền vung ra mạnh mẽ đem nó chấn bay quan hoành thầm hô thân thể thật cứng rắn thi thống lĩnh khó chơi không phải chuyện nhỏ tướng thần tuy rằng được xưng là thi tướng cấp bậc nghe so với thống lĩnh cao hơn một cấp cũng là vừa già vừa sợ hoàn toàn không có nửa điểm uy hiếp. Nhưng thi thống lĩnh trước mặt này rất mạnh. Bởi vì tiến hóa, hắn so với thi binh chỉ biết chạy loạn cắn loạn khắp nơi nhiều hơn một tia linh trí. Hơn nữa thi thống lĩnh bên hông có cái kỳ dị đồ vật, đồ chơi kia gọi là trữ thi túi. Phàm là cương thi thống lĩnh cấp bậc, trên người đều có một cái. Không ai biết lai lịch vật ấy, chỉ biết khi thi binh tiến hóa thành thống lĩnh, sẽ tự động xuất hiện trên người hắn bên trong có không gian kỳ dị dùng để chứa đựng thi binh cấp thấp khi cần thiết triệu hồi ra trợ trận khiến người ta kỳ quái chính là đạo sĩ hoa hạ truyền thừa từ xưa đến nay thông suốt lấy máu nhận chủ cũng có thể sử dụng loại túi trữ thi này hơn nữa chẳng những có thể thu thập thi thể cũng có thể phóng thích thi binh mà cương thi lại chỉ có thể phóng thích không hiểu thu hồi đối với bọn họ mà nói túi trữ thi chính là vật tiêu hao một lần đem thi binh bên trong phóng thích xong Túi liền vô dụng. Nhưng là rơi vào khu ma đạo sĩ trong tay, trữ thi túi liền có thể vô hạn chế sử dụng, chỉ là vật này có phẩm cấp cao thấp, trung, thấp phẩm chỉ có thể lưu trữ mấy cổ cương thi, cao cấp phẩm có lẽ có thể lưu trữ mấy chục, nhưng là tương đối hiếm thấy. Quan Hoành trước kia có cái thấp phẩm trữ thi túi, là từ tướng thần trong tay thu được, nhưng là hán thế giới kia chỉ có tướng thần một cái cương thi, muốn túi thi căn bản vô dụng. Hơn nữa hàng thấp chỉ có thể chứa thi binh tướng thần không chứa được cho nên nhiều năm trước không biết đã ném đi đâu rồi lúc này không giống ngày xưa hiện tại trong mắt quan hoành túi trữ thi này chính là bảo vật không hơn không kém có nó quan hoành muốn bắt cương thi không cần tiêu hao thêm mấy tấm bùa khống thi sau khi chế phục chỉ cần vung tay lên tự nhiên cất vào trong túi quả thực vô cùng tiện lợi quan hoành trong lòng thầm nghĩ đoạt cái túi này vừa vặn có thể bắt mấy con cương thi nghiên cứu một chút nhìn xem như thế nào tiêu diệt cùng khống chế, quả thực là trên trời rơi xuống tới bảo vật. Đầu tiên phải tìm địa phương không có người, bằng không, thi thống lĩnh không kiên nhẫn một mình đấu, vù vù lập tức kêu ra thủ hạ, một đám thi binh ở phòng triển lãm rộng lớn như vậy chạy tán loạn. Quan hoành cũng không muốn lao lực nhất nhất giải quyết. Đột nhiên xuất hiện một cái khoát chân, làm cho thi thống lĩnh lão đảo đứng thẳng không vững, hắn tức giận dị thường gầm nhẹ nhào tới, dùng hai tay đâm thẳng vào ngực linh hoạt né tránh hắc hắc đánh không được quan hoành còn không quên chế nhạo hắn ai ngờ phía sau đột nhiên phanh răng rắc rầm liên tiếp vang lên quan hoành quay đầu lại nhìn lập tức chửi tục chết tiệt học nuôi nhện cậu làm gì vậy lúc này hắn mới nhớ tới bởi vì hôm nay cương thi chó đi ra phá rối peter còn chưa từng bị nhện cắn trơ mắt liền nhìn con sâu nhỏ mê người kia từ hài cốt hầm nuôi dưỡng chạy ra, bước chân vui sướng tiêu sái chui vào lỗ tai thi thống lĩnh, cứ như vậy không nhúc nhích nằm úp sấp. Cương thi đối với sâu bọ là không có cảm giác, đổi lại là người bên ngoài đã sớm bị dọa tê liệt. Quan hoành tức giận gãi đầu. Người cái này đụng heo cương thi. Đập cái gì không tốt, không phải đi đập nuôi rương, đây chính là Peter hy vọng, đương nhiên cũng là của ta. Muốn đoạt lại con nhện phóng xạ, phải quật ngã thi thống lĩnh, còn phải cướp túi của hắn. Sơ soạn trong túi chỉ có mấy tấm phù chú, quan hoành sầu đến nhếch miệng. Mẹ nó! Sớm biết nơi này không cách nào bổ sung, trước kia đối phó cương thi sẽ không tiêu tiền như nước dùng phù chú. Dùng xong mấy tấm phù chú này, quan hoành về sau chỉ có nắm đấm cùng thừa ảnh sau lưng không thể ra khỏi vỏ, giống như Bạch Đinh đánh nhau với cương thi. Từ mưu đối sách trong nháy mắt thành hình quan hoành tiện tay nhặt lên mấy cái bình thủy tinh nhỏ rắn chắc nhét vào trong túi một ngón tay chỉ thi thống lĩnh tôn di tử có bản lĩnh đuổi theo đạo gia đến đây sợ hắn không để ý tới mình thuận tay hướng về phía cương thi vỗ mông một cái đồ chơi bẩn thỉu đến đây đến đây thi thống lĩnh giận dữ trong lòng nói ngươi cho rằng ta sẽ không biến thái sao vậy có khó khăn gì đâu kêu gào nhào tới mũi chân quan hoành một chút vụt vụt nhảy mắt nhảy vào miệng nước kia. thi thống lĩnh theo sát phía sau trong cống thoát nước quan hoành rốt cục tìm được một khoảng đất trống tương đối rộng rãi rồi lại không có đường lui. vung thừa ảnh kiếm rầm một thi binh bay ngang ra ngoài quan hoành thuận thế nhào tới vung kiếm đập gãy hai chân hắn khớp xương vì tiết kiệm khống thi phù hắn chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này chế địch ở mức độ lớn nhất để cho bọn họ trước không thể nhúc nhích đây đã là tiểu đệ thứ sáu bị thi thống lĩnh triệu hoán ra. Sau đó thi thống lĩnh chỉ đuổi theo quan hoành vòng vo, có thể thấy được đã đến giới hạn cao nhất, túi trữ thi trống không. Bay lên một cước đem cương thi bên người đá vào góc, tránh thoát thi thống lĩnh phía sau đánh lén, quan hoành xoay người đang muốn hung hăng cho hắn một quyền, đột nhiên nắm tay cứng trắng dừng lại, thắng gấp một cái. Nguyên lai nắm tay muốn đánh trúng địa phương, chính là con nhện nhỏ chỗ lỗ tai, thiếu chút nữa liền đem tiểu tử kia đánh thành thịt băm tiên cơ đã mất thi thống lĩnh nghiêng đầu miệng rộng nhanh chóng cắn cánh tay quan hoành may mắn hắn co rút nhanh bằng không sẽ thêm hai cái lỗ thủng lớn quan hoành tức giận đến mắng to ni mã hai mươi o o đấy hạ quyết tâm keo kiệt nửa ngày dứt khoát hào phóng một lần tiện tay đem thừa ảnh kiếm cắm tại chỗ hai tay cầm phù nhào tới ấn đường mi tâm bóp hai vai bóp bóp trái tim bóp hai bên sườn bóp bóp quan hoành một hơi đem tất cả khống thi phù trong tay dùng hết chỉ thấy thi thống lĩnh thân thể khẽ run rẩy muốn động cũng là không thể động đậy cơ hội đến rồi quan hoành lấy bình thủy tinh ra nhắm ngay lỗ tai cương thi bắn xuống đáy bình con nhện nhỏ bị kinh động không đầu không đuôi chui vào bình bóp quan hoành vặn nắp lại thở dài một hơi quan hoành tiện tay kéo túi trữ thi bên hông thi thống lĩnh xuống ước lượng trong tay hỏng bét nhiều lắm cũng chỉ là cấp thấp tâm niệm khẽ động thi thống lĩnh còn ở chỗ cũ không nhúc nhích thở dài thật sự là thấp phẩm bất quá có chút ít còn hơn không ngược lại lại vẫy tay với thi binh vừa rồi bị chế phục một người trong đó đột nhiên biến mất tại chỗ quan hoành lại vừa động tâm niệm thi binh lại xuất hiện nằm ở trước mặt mình khi thu con thứ hai, thu không vào. Quan Hoành đột nhiên hiểu được, nguyên lai like cái này túi trữ thi chất lượng thật sự là thứ về đến nhà chỉ có thể thu vào một con cương thi. Quan Hoành lắc lắc đầu, tìm thư quyển vê Đúc vê Đúc vê Đúc chấm giao su xin chấm công dù sao so với cái gì cũng không có vớt được mạnh hơn nhiều, huống chi còn có trong tay đồ chơi này, nhìn xem trong bình thủy tinh con nhện nhỏ, đưa cho Peter đi. Nhìn thấy hơi run rẩy còn ý đồ muốn lấy lại thi thống lĩnh và thi binh còn lại, quan hoành sờ sờ hai tấm liệt hỏa phù còn sót lại trong tay, đây là hàng tồn kho duy nhất. Cứng trắng hạ tâm địa sử dụng một tấm trong đó. Đột nhiên đốt cháy những cương thi này, nhìn chúng nó ở trong lửa cháy bổ ba vang thẳng, chốc lát biến hóa thành cho tàn. Quan hoành đem túi trữ thi treo ở bên hông, vai khiên thừa ảnh kiếm, đi nhanh về phía lối ra. Đang đi qua một cửa thoát nước bí ẩn, đột nhiên nghe thấy tiếng đá lăn, quan hoành đột nhiên cả kinh. Chẳng lẽ còn có cương thi lọc lưới? Quan hoành đại kỳ. Này, sao anh lại? À, đừng tới đây. Đừng tới đây. Cô gái hoảng sợ kêu to. Lúc này mới phát hiện cô là tóc đen đồng tử đen, dĩ nhiên là một cô gái người Hoa, chẳng qua quần áo vừa bẩn vừa rách, mặt tiểu tử bẩn hề hề, xem ra trốn trong cống thoát nước này có vài ngày. Cô gái hoảng sợ, trong nháy mắt đột nhiên biến thành giận dữ ta tuyệt sẽ không bó tay chờ chết lòng bàn tay của nàng đột nhiên phát ra nhiều màu sắc plasma năng lượng cầu ra sức ném về phía quan diện môn quan hoành nhanh tay vung thừa ảnh kiếm trên vai bớt ngăn trở năng lượng cầu vốn muốn nổ tung thành pháo hoa hình dạng năng lượng chợt bị kiếm thể hút mà quan đang lúc quan hoành kinh ngạc cảnh tượng này a à, cô gái lấy ra một con dao nhỏ sắc bén xông lên quan hoành đưa tay nắm lấy tay cầm dao của cô mặc cho nó đâm thủng lòng bàn tay anh chỉ dịu dàng nói với cô gái đừng sợ máu tươi ấm áp của quan hoành theo chui dao nhỏ xuống mu bàn tay thiếu nữ cô gái đột nhiên cảm thấy toàn thân đều thả lỏng nghiêng đầu té xỉu trong lòng quan hoành chương 10 phẫn nộ thiết quyền vsc thương vũ lưỡi đao bạn đang nghe tại truyện chấm audio đã có lỗi xảy ra trong quá trình lấy tét Chương 11 Ta sáng tạo ra Spider-Man Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Đối mặt quan hoành hỏi thăm, Peter cúi đầu trầm tư, đột nhiên ngẩng đầu Đúng vậy, quan hoành Ta nằm mơ đều muốn trở thành siêu cấp anh hùng Quan hoành đáy lòng cảm khái một câu, tiếp tục nói Anh bạn, hiện tại liền có một cơ hội, hoàn thành giấc mộng của ngươi Nói xong Quan Hoành lấy ra chiếu phóng xạ nhận cái bình nhỏ, tại Peter trước mặt quơ quơ. Đây là một con biến dị nhện, tiểu nhị, ngươi xem nó trải qua khúc chiết, vẫn như cũ vui vẻ. Quan hoành đột nhiên vận khởi thiết quyền dị năng, toàn thân bao trùm quan mang nóng bỏng, khi thì lăng không nhảy lên, vô ảnh liên hoàng cước đá ra, khi thì thiểm triển xây dịch, đánh ra quyền phong xé rách không khí. Cuối cùng quan hoành vận khí trong tay, một cái thủ đao sắc bén vung ra, mạnh mẽ gọt đi một nửa khối xi măng trước mặt, mặt các kia bóng loáng giống như gương tiện tay nhặt lấy một cái ống sắt, đem nó bẻ thành các loại hình dạng, cuối cùng bẻ thành một cái vòng tròn, quan hoành đột nhiên ác kịch mà đem vòng đeo ở Peter cổ. Hắc hắc, tặng ngươi một cái vòng cổ, chúc mừng ngươi trở thành một trăm linh một trung khuyển. Peter đều nhìn trợn tròn mắt, thuận miệng còn nói một câu. Cám ơn, lập tức hắn như tỉnh mộng, kêu lên. Trời ạ! À. Quang Quan hoành trong tay nâng cái chai nhỏ, hỏi Peter. Muốn không? anh bạn. Đương nhiên là muốn. Quan Hoành đột nhiên rụt tay trở về, cho ngươi có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta trước. Ta liền biết sẽ không thuận lợi như vậy, bất quá trước nói tốt, ta tuy rằng khát vọng có được siêu năng lực, nhưng là tuyệt sẽ không đi làm chuyện xấu, ngươi cũng không thể dùng cái này cùng ta ra điều kiện. Quan Hoành nhún nhún vai, điều kiện tôi đưa ra, thứ nhất, không thể dùng siêu năng lực kiếm món lại kết xù, đương nhiên, thỉnh thoảng trèo cao chụp ảnh, bán ảnh kiếm một ít chi phí trả hóa đơn có thể, thứ hai, chỉ có thể dùng để làm sự nghiệp chính nghĩa, không thể đi làm chuyện xấu, thứ ba, có lẽ cậu sẽ được khen ngợi, có lẽ sẽ bị vô số người hiểu lầm, bị truyền thông phỉ bán, tôi hy vọng cậu luôn giữ vững bản tâm kiên trì, đừng vì nội tâm tối tâm hoang mang, có thể làm được ba điểm này, tôi mới có thể giao thứ này cho cậu. Quang Hoành nắm lấy bả vai Peter, lắc lư một cái, tiếp theo trịnh trọng nói, Peter bạn của ta huynh đệ của ta lựa chọn quan trọng nhất trong cuộc đời con người thường thường phải dựa vào phán đoán khó khăn của chính mình nhưng một khi đã lựa chọn sẽ quyết chí thề không thay đổi mà đi tiếp lúc này trong lòng quan hoành cũng rất khẩn trương ai loại tâm linh đạo sư này ta cũng là lần đầu tiên làm Peter trên đầu không ngừng toát mồ hôi lạnh vừa rồi nhất thời xúc động hạ muốn nhanh chóng biến thành siêu cấp anh hùng dùng siêu năng lực uy phong thoáng một phát nhưng hắn hoàn toàn không nghĩ tới chuyện còn lại hiện tại đầu óc một mảnh hỗn loạn quan hoành thấy hắn hoang mang vô chủ một bộ khó mà lựa chọn dáng vẻ vì vậy vỗ vỗ bờ vai của hắn ta sẽ không ép ngươi lập tức làm ra quyết định ngươi về trước suy nghĩ một đêm đi peter cũng cho rằng mình đã thận trọng hơn vậy tôi về trước đây ngày mai gặp nói xong hắn xoay người xuống lầu rời đi hơi có chút thất hồn lạc phách cánh cửa mơ ước đã mở rộng đối với thiếu niên chỉ là hắn có quyết định bước vào hay không nhìn peter biến mất bóng lưng quan hoành thì thào tự nói tiểu nhị tha thứ ta cho ngươi như vậy một cái lưỡng nan lựa chọn nhưng là ta nhất định phải khảo nghiệm một chút lương tâm của ngươi nếu như ngươi làm ra quyết định sai lầm ta đành phải thời gian một đêm trôi qua rất nhanh sáng sớm ngày hôm sau quan hoành mua đến sớm một chút đánh thức lý thiên hoang mơ mơ màng màng đến ăn chút gì đi. Quan Hoành đưa thức ăn cho Lý Thiên Hoàng đã rửa mặt xong, sandwich dưa chuột chua, thêm vài miếng thịt sông khói nữa. Cảm ơn Quan Đại ca. Lý Thiên Hoàng nhận lấy sandwich, cắn một miếng, mơ hồ không rõ nói. Ừ ừ, mùi vị thật ngon. Đúng lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng Peter gọi. Quan Hoành, ta đến đây. Nói xong thiếu niên vào cửa, trong tay còn bưng một cái nồi canh thím mai sáng sớm hôm nay liền nấu canh xương, ta lấy tới một ít, mời các ngươi nếm thử. Quan Hoành dặn dò Lý Thiên Hoang uống hết canh, sau đó cùng Peter đi lên sân thượng. Nhìn thấy đôi mắt đỏ bừng của Peter, anh dường như đã không ngủ ngon suốt đêm. Em đã quyết định xong chưa? Quang Hoành ông vai, mỉm cười hỏi. Peter dụi dụi hai mắt. Ta bị điều kiện chết tiệt của ngươi tra tấn suốt một đêm, hiện tại rốt cục nghĩ kỹ rồi. Peter lần nữa ngẩng đầu, tuy rằng hai mắt vẫn đầy tơ máu, nhưng là dị thường trong suốt sáng ngời, khóe miệng hắn nhếch lên. Ta quyết định đáp ứng toàn bộ điều kiện ngươi nói mà ta rất khẳng định, tuyệt đối sẽ không hối hận lựa chọn này. Quan hoành vỗ vai Peter, lớn tiếng kêu lên. Hảo tiểu tử, ta không nhìn lầm ngươi, ngươi chính là cái làm chính nghĩa anh hùng phôi thai. Peter xoa vai nói thầm. Cậu nhẹ một chút. Tôi không muốn bây giờ bị cậu vỗ bẹp. Chúng ta còn chưa có siêu năng lực đâu. Quang Hoành có chút ngượng ngùng, đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói với Peter. Sau khi đạt được siêu năng lực, người tốt nhất trong vòng một tuần cũng không nên ra ngoài, tìm thư uyển nhìn chầm chầm bổn thúc nhà ngươi, cái kia. Động não suy nghĩ một chút, thường đế đêm qua báo mộng cho ta, nói là bổn thúc nhà ngươi gần đây đại nạn sắp tới, có họa sát thân. Peter mặc dù có chút không hiểu ra sao, nhưng là quan hoành mang đến cho hắn ngạc nhiên thật sự nhiều lắm, hắn cho rằng nghe vị đại ca này nói chuẩn không sai. Quan hoành trong lòng nghĩ, có thể nói ra lời thoại kinh điển năng lực càng lớn, trách nhiệm lại càng lớn kia, nhất định là một vị trưởng giả cơ trí, để hắn sống tiếp tục ở bên cạnh nhắc nhở Peter, cũng đỡ phải ta phân tâm chiếu cố tiểu đồng bọn này. Bình thủy tinh rốt cục đưa tới Peter Parker trong tay, quan hoành nhìn chầm chầm mặt của hắn nói. Đừng quên lời thề của ngươi sau khi tận mắt nhìn thấy nhện phóng xạ cắn peter parker con sâu nhỏ kia nhanh chóng khô quắt một vòng chết đi mà cánh tay peter xuất hiện hình lưới màu nâu hắn cứ như vậy rơi vào hôn mê nhìn con nhện chết nho nhỏ quan hoành nghĩ thầm không nên lãng phí ta luôn luôn có thể đem thi thể biến thành bảo vật tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ tiếp theo quan hoành cổng peter lên vụt vụt nhảy xuống lầu cát thừa dịp bốn phía không có người rón rén cổng Peter trở về phòng của mình ở nhà Parker. Quan Hoành ném nó lên giường, nói với Peter vẫn đang ngủ say. Có thể cứu được tính mạng của bổn thúc hay không, phải xem trái tim của ngươi, nên nói ta đều nói, làm cũng đều làm, gặp lại, Spider, mang. Chương 12 Hiêu cùng cương thi đội trưởng Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Quan Hoành đưa Peter về nhà, vào gác xét, Lý Thiên Hoàng đang thành thật chờ ở trong phòng thiên hoang, ta nghĩ nghĩ, ngươi nhiều màu sắc năng lượng cầu cùng nổ tung pháo hoa, thuộc về lực công kích không thế nào mạnh siêu năng, vì để cho ngươi có được năng lực tự bảo vệ mình, gặp phải uy hiếp không đến mức bó tay chờ chết, ta quyết định dạy ngươi thuộc phòng thân. Ân, ừ, đúng rồi. Thật sao? Cảm ơn quan đại ca. Đối với việc có thêm mấy loại kỹ năng phòng thân, Lý Thiên Hoang có vẻ đặc biệt cao hứng, vui vẻ nở nụ cười. Trong ba ngày kế tiếp, Quan Hoành một mực huấn luyện Lý Thiên Hoang, dạy nàng thuộc phòng thân cùng ném ám khí như thế nào. Nữ tính sức mạnh bình thường so với nam nhân yếu, nhưng là công phu cách đấu kỹ, vốn chính là yếu kém một phương, sáng tạo ra đối phó cường địch đấy. Ra quyền phải tàn nhẫn, ra chân phải chuẩn, nhắm ngay khớp xương, yếu hại một kích tất trúng. Địch nhân ngã xuống đất cũng không nên quá gần, trước xác định phạm vi an toàn của mình. Cái gọi là thái cực công phòng là một loại khai hợp chi lực hướng bên trong xoay động vì bọc, hướng ra bên ngoài xưng là phát, nếu như nắm giữ kỹ xảo này, liền có thể đem thái cực kình vận dụng tự nhiên. Ngoại trừ các loại kỹ xảo chiến đấu, quan hoành còn cẩn thận nghiêm túc huấn luyện thủ pháp ném phi đao của Lý Thiên Hoang. Phóng ra ám khí, chỉ dùng cổ tay, cùng thêm vào cánh tay vung phương pháp hoàn toàn bất đồng. Mặt khác ở bắn ra phi đao trước, người tốt nhất có thể dùng khí thế uy hiếp địch nhân, làm cho hắn không dám nhúc nhích, phi đao ra tay, tự nhiên lệ không hư phát. Quan Hoành làm một cái biểu tình rất khoa trương hung ác, chọc cho Lý Thiên Hoang cười ha ha. Rất thú vị. Hoành ca ngươi quá khôi hài. Ở cổ đại Hoa Hạ có một vị gọi Lý Tầm Hoan Đại Hiệp Khách, hắn am hiểu nhất phi đao thần kỹ, xuất thủ cho tới bây giờ chỉ dùng một đao chế địch, siêu lợi hại. Ta là hậu duệ Đại Hiệp. Lý Thiên Hoang chỉ vào mũi mình, mỉm cười nói. Ta đây chẳng phải là nữ hiệp sao? cuộc sống bình yên trôi qua rất nhanh. Một ngày này, quan hoành mới vừa đi tới làm công nhà hàng phụ cận, một chiếc màu đen limousine xe hơi, xe một tiếng, mãnh liệt tại quan hoành trước mặt tới cái thắng gấp. Này! Tài xế cũ ở đâu ra, anh lái xe hay mua chuột mạng người? Quan hoành tức giận chửi ầm lên, cửa xe đột nhiên mở ra, trước tiên đi xuống hai cái đùi đẹp thon dài, đi một đôi giày cao gót thủ công tinh xảo, tuyệt đối là tay nghề hạng nhất nhìn đến đây, quan hoành nhìn không được huyết sáo một cái. Chủ nhân của đôi chân này nhất định là một đại mỹ nhân. Sự thật chứng minh phán đoán của hắn là đúng, xuống tới đích thật là một vị mặt màu đen chức nghiệp trang phục, kinh diễm tuyệt luân đại mỹ nữ. Chỉ có điều, hỉ nộ của nàng không hiện ra, lạnh, thật sự là rất lạnh diễm. Lãnh diễm mỹ nữ một tay chống nạnh, liếc xéo đánh giá quan hoành, ta là Maria Si, hiện tại có việc muốn cùng ngươi nói chuyện phiền toái ngươi theo ta đi một chuyến. Quan hoành nhau mắt, nhìn trước mắt cái này giống như đã từng quen biết mỹ nữ, thầm thở dài một hơi. Ta quả nhiên vẫn là bị SHIELG theo dõi rồi. Trước mắt cái này lãnh mỹ nhân, Maria si chính là SELG người đứng thứ hai, Nick Fury dưới, trên vạn người. Tòa kia nổi tiếng băng sơn. Nàng là cấp 8 hay là cấp 9 đặc công tới? Nghĩ tới đây, quan hoành vội vàng nói, xin lỗi mỹ nữ, ta không biết ngươi, ta, ta còn có việc gấp, cáo từ trước. Si lạnh lùng nói. Nếu như ngươi muốn cho cô gái gốc hoa họ lý kia bình an vô sự, tốt nhất hiện tại theo ta đi một chuyến. Nghe được lời ấy, hai mắt quan hoành chợt lóe lệ sắc, trong cơn giận giữ khí tức nóng bỏng của dị năng thiết quyền bao trùm toàn thân, trường năng lượng cường đại khiến cơn lốc trong vòng 3 mét cuốn qua, thổi lên váy hiu. Nhưng nữ nhân này giống như cọc gỗ đóng trên mặt đất, không nhúc nhích, một chút ý tứ che đậy vấy cũng không có. Thật không hổ là thần thuận băng mỹ nhân. Một nữ hán tử danh bất hư truyền. Bất quá tiểu nội nội hoa văn thường thanh đằng, ngược lại vừa bảo vệ môi trường lại tạp qua y, quan hoành trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại lớn tiếng nói. Ngươi, dám uy hiếp ta. Si cười lạnh một tiếng. Không dám nói uy hiếp, ta chỉ là nói cho ngươi biết sự thật, chúng ta thậm chí không cần tự mình động thủ, chỉ cần âm thầm đem tin tức tiết lộ cho giáo hội chống dị nhân, trên thập tự giá của bọn họ rất nhanh sẽ đóng lên thân thể một cô gái. Quan Hoành hiếp hai mắt, hai quyền nắm chặt đến giác ba giác vang, bỗng nhiên, hắn lại đem tay buông ra, trong lòng thầm nghĩ. S, H, I, về đám người này nói được làm được, đáng hận ta phân thân không rảnh, vạn nhất thiên hoang thật bởi vậy gặp phải bất trắc, ta chẳng phải hối hận không kịp. Ngươi thắng, hừ cũng là ý vào ta cũng không đánh nữ nhân tiện nghi. Lên xe đi. Dẫn cậu đến một chỗ trước. Si chờ quan hoành ngồi lên ghế lái phụ, lập tức khởi động xe. Một bên lái xe, tìm thư quyển v đúc v đúc v đúc. Giao su sinh chấm com hiu một bên thầm nghĩ. Phất thủy cục trưởng để cho ta tận mắt khảo nghiệm một chút quan hoành đối phó cương thi năng lực, vừa vặn, chúng ta đặt vụ dùng cạm bẫy bắt được cái kia, dùng nó đến thử xem quan hoành, lại thích hợp không thể. Một đường câu được câu không, trả lời quan hoành vấn đề nhàm chán, xe rất nhanh chạy đến New York ngoại ô một chỗ hai tầng lầu tây bên ngoài, nơi này cũng là s h i e l d đặc vụ bí mật hoạt động một cái cứ điểm. Hai người mới vừa xuống xe, còn chưa đi được hai bước, chỉ nghe ầm ầm liên thanh vang thật lớn. Thi thể của hai đặc vụ bị ném ra ngoài cửa sổ. Theo một tiếng trống to thô bạo, một cổ cương thi siêu cấp từ trong phòng chạy ra. Quan hoành hai mắt hiếp lại, tinh tế đánh giá, cương thi này rất hiển nhiên không có đạt tới thi thống lĩnh cấp bậc, linh trí của hắn không có khai hóa, nhưng là thân thủ nhanh nhẹn trình độ, lực lượng, hẳn là vượt xa thi thống lĩnh, đây là chuyện gì xảy ra? Lại nhìn cương thi trang phục, quan hoành chấn động. Đây là cánh đầu mặt nạ, tinh điều kỳ chiến đấu phục, chính là trong tay không có cầm đại hào thuẫn bài hiển nhiên một cái em mờ quốc đội trưởng trang phục. Đây là chuyện gì xảy ra? Chết tiệt. Đội trưởng biến thành cương thi. Quan Hoành thì thào tự nói, ngữ khí mang theo khó có thể tin. Hưu ở bên cạnh hắn hô lớn. Hắn không phải đội trưởng thật sự. Đây là thay ma nhân bản biến hóa. Nói xong, Hưu không chút sợ hãi xông lên phía trước. Hỗn đản đáng chết. Ngươi dám hại bộ hạ của ta? lăng không nhảy lên, hiu tới một cú đá xoay vòng sắc bén, trúng ngay cổ đội trưởng Cương Thi, nếu người bình thường trúng một cước này, cổ cũng phải bị đá gãy, đáng tiếc đối với Cương Thi mà nói, giống như gãi không đúng chỗ ngứa, không có chút tác dụng. Đội trưởng Cương Thi nắm chặt mắt cá chân si, vung nửa vòng, ném về phía cây đại thụ bên người. Bùng! Si bị đụng vào thân cây, đau đến xương sống muốn gãy, đã không bò dậy nổi nữa. Chương 13 siêu cấp cương thi tới tay. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thật sự em mờ quốc đội trưởng ta cũng chưa chắc sợ hãi, huống chi là ngươi. Quan Hoành không có mang theo thừa ảnh kiếm, nhưng còn có một đôi thiết quyền, lập tức nên đón cương thi đội trưởng, bổ mặt chính là một quyền. Bùng! Đang dương nanh múa vuốt muốn quát tháo hiu ngã xuống đất, trên mặt cương đội đột nhiên bị một quyền, đột nhiên bay ngược ra ngoài. Quan Hoành gọi hiu một tiếng, trốn xa một chút xem tôi biểu diễn. Lúc này quan hoành, đem kỹ xảo chiến đấu phát huy vô cùng nhường nhuyễn, trên người hắn đã không còn khống thi phụ dư thừa, chỉ có thể dùng nắm đấm đến giáo huấn đội trưởng cương thi. Xem chiêu. Quan hoành thức song long xuất động. Đột nhiên hai quyền đấm thẳng vào ngực cương đội. Lại một chiêu. Độc lông toản kiểu quan hoành. Lăng không nhảy lên, một chân căng thẳng xuống phía dưới, xoay tròn nhanh chóng rơi xuống chính giữa đầu đội trưởng cương thi, chui đến khanh khách vang lên. Thật sự là chơi đến quên cả trời đất. Trong lúc chiến đấu, cương đội một hổ vồ lấy ông về phía quan hoành, người sau lăng không nhảy lên, lập tức nhảy dù khuỷu tay, bóp. Chính giữa cổ đội cứng, đối phương nhất thời ngã chó ăn cứt. Nhân thế cửi cương thi đội trưởng, bóp bóp trước trút hai cái miệng, tác đội trưởng bạc tai chính là sản khoái. Tuy rằng chỉ là cái hàng giả, Thư dịp hiu ở xa xa không phát hiện tâm niệm khẽ động đem thi binh trong túi trữ thi nháy mắt cùng cương đội rơi túi đội trưởng cương thi siêu cấp hắn cường hãn hơn thi binh bình thường nhiều lắm hơn nữa hắn là thi binh cấp bậc túi trữ thi vừa vặn có thể cất vào hy sinh một thi binh đổi cương đội đáng giá quan hoành nghĩ tới đây lấy ra phụ chú cuối cùng còn sót lại trên người liệt hỏa phù hô một cái điểm trên mặt đất thi binh hủy thi diệt tích. Đánh tráo kế đại thành công. Xoa bóp xương sống đau nhức kịch liệt, si đột nhiên ngửi thấy một cổ mùi khét, nhìn về phía trước quá sợ hãi. Trời ạ! À! Quan hoành lộ ra biểu tình rất vô tội. Nhưng hắn đã giết hai người, hơn nữa còn tập kích ngươi, xin lỗi, con người của ta chính là quá thân sĩ phong độ, vừa nhìn thấy có không biết cái gọi là gia hỏa tập kích nữ tính, liền nhìn không được muốn giáo huấn hắn, hơn nữa ta đối phó loại cương thi này thủ pháp quá thuần thục đánh ngã về sau lập tức thiêu hủy đây là thói quen si thấy hắn nói đường hoàng chính nghĩa nghiêm nghị đột nhiên một cổ ác hàng từ lòng bàn chân xông thẳng vào ót bản năng của phụ nữ nói cho tôi biết người này rõ ràng là trợn tròn mắt nói dối bất quá mắt thấy quan hoành lưu loát lui diệt cương thi thủ đoạn si cũng là rất là thán phục mặc dù nói hắn cũng sử dụng dị năng nhưng là hắn chiến đấu kỹ năng phản ứng nhanh nhẹn tuyệt đối có thể sánh vai thần thuận đỉnh cấp đặc công. Dựa theo cục trưởng phân phó, có thể đi gặp hắn. Si làm ra quyết định, nói với Quang Hoành. Nơi này không thể ở lâu, ngươi mau đi theo ta đi. Quang Hoành nói. Ta đã không có có thể thiêu hủy những gia hỏa này phù giấy. Chỉ chỉ trên mặt đất hai bộ đặc công thi thể, không bao lâu nữa, bọn họ thi biến sẽ chuyển hóa thành cương thi. Trong mắt si hiện lên một tia thống khổ, ấp úng nói. Bọn họ là thủ hạ tốt nhất của ta, đáng giận. Quan hoành thở dài. Thì ra băng sơn nữ cũng có vài phần tình cảm nhân loại. Quả nhiên không nên trong mặt mà bắt hình dông. Này, tôi là Maria Shea, lập tức đến địa điểm 20 thành phố New York, xử lý thi thể đặc công hy sinh vì nhiệm vụ, ách. Không tiếc bất cứ thủ đoạn nào, toàn lực đốt cháy, cho dù là sử dụng năng lượng hạt nhân. Si nghẹn một bụng oán khí lại gọi một cú điện thoại. Là tôi, cục trưởng, năng lực của hắn, ân, rất mạnh, phải. Quan Hoành đứng cách đó không xa, cũng không có tâm tư nghe Hiu đang cùng ai gọi điện thoại, hắn hiện tại đang đắm chìm trong vui sướng. Phát tài. Phát tài. Vớt được một đội trưởng cương thi, hắc hắc, thật sự là so với thi binh bình thường mạnh hơn nhiều. Lúc này si tức giận nói. Quan Hoành, nhanh lên xe, có vị đại nhân vật muốn gặp anh. Đi theo si lên xe, quang hoành dựa lưng vào ghế, không để ý tới si trầm mặt lái xe, một mình nhắm mắt dưỡng thần. Đại nhân vật. Đơn giản là Nick Fury. Hắn muốn gặp tôi, đơn giản là nhìn thủ đoạn diệt trừ cương thi của chúng ta, ý muốn mời chào. Cho dù ta cuối cùng bị ép phải gia nhập SHIELG, vậy cũng phải kiếm đủ chỗ tốt, hư hư. Ta há lại là người dễ dàng bị các ngươi uy hiếp chúng ta đi xem, ván cờ còn ở phía sau đâu. Quan hoành đầy bụng mật quyển, đại não không ngừng toát ra từng cái sách lược, nghĩ đến chỗ đắc ý, khóe miệng nhếch lên cười lạnh, tiểu dạng nhi. Ca lần này không vào SHLG thì thôi, nếu vào, đừng trách ta đem SELG náo loạn long trời lỡ đất. Thân là Hoa Kiều Đồng Tông, ta quyết không thể để cho nạn có bất kỳ nguy hiểm nào. Quan hoành lại nghĩ đến, tốt nhất là để cho thiên hoang đi trước diện nhân tụ tập, vạn từ lão quái nơi đó không được, hắn sẽ dạy hư tiểu hài tử. Quan Hoành đột nhiên nhíu mày, nếu gia nhập siêu đơ, sợ là không thể thiếu cùng Tony bọn họ tiếp xúc, dù sao ta ở trong phim xem qua, bọn họ thủy chung đều sẽ bị mời chào, ai, liền đại lão cấp đều khó thoát ứng triệu vận rủi, huống chi ta đây người mới tiểu đệ cấp bậc. Biết rõ hỏi có thể không có kết quả, Quan Hoành vẫn là nhìn không được hướng hiu hỏi thăm. Mỹ nữ, rốt cuộc là ai muốn gặp ta? ta có thể không đi sao? Nói thật, bây giờ là thời gian làm việc của ta. Ông chủ của ta cao lão đầu rất hung ác, tuyệt không thua gì siêu cấp ác ôn. Si liếc Quang hoành một cái, đột nhiên mỉm cười nói. Trước khi gặp anh, tôi đã chào hỏi vị lão bản kỳ lạ kia của anh rồi, còn thay anh xin nghỉ. Tự như anh nói, cao tiên sinh đích xác rất khó chơi, bất quá sau khi tôi trả hắn 500 Mỹ đao, hắn nói với tôi, anh muốn nghỉ bao lâu cũng được không cần vội và trở về. Quan hoành vỗ tráng thở dài. Lão gia hỏa 500 Mỹ đao liền kiểm đạo gia bán. Cũng bất quá là ta hơn nửa tháng tiền lương. Si nhớ tới thái độ của cao lão đầu lúc ấy, bằng sơn Mỹ nữ cũng không khỏi mỉm cười. Kỳ nghĩ của anh, đều là không lương. Ách à! Kêu kiệt lão quỷ. Vô lương tâm đông gia, trong xe, truyền đến quan hoành thở dài, còn xen lẫn Mỹ nữ cười khẽ. Đúng rồi, đặt công S, H, I, L, D cũng được nghĩ sao? Quan Hoành Thuận miệng hỏi. Si trầm ngâm một chút, nói ra. Đây là cơ mật, ngươi vẫn là ít hỏi thăm cho thỏa đáng, tiếp theo còn nói, ngươi không ngại cân nhắc gia nhập chúng ta S, H, I, L, D, tiền lương tốt phúc lợi cao, lại không so đo bằng cấp cao thấp, chỉ xem năng lực nhiều ít, chỉ này một nhà, suy nghĩ một chút đi. Quan Hoành biểu môi, thầm nghĩ trong lòng chính là không có tự do thiên lý mã đeo lồng ngao tay tạng đeo vòng cổ và dây dẫn